Em chào chị Uyên Thúy Trương. Uyên Thúy Trương, Dương Thúy Uyên. Áo chế tú bóng như gương. Đúng rồi đấy. Đúng là gọi là bóng như gương luôn đấy. Để cái cho nó phẳng ở dưới. Để dưới mặt phẳng. Đẹp không các chị? Chị ơi, đẹp không? Đẹp không các chị ơi? À, tú mặc là vải gì hả? Tú mặc là lụa tơ tằm của Thái Tuấn chị ơi. Tơ tằm mà tơ tằm quét ấy, hồi trước thì em bán tơ tằm cái chất vải đấy nó hơi giống như gọi là von ấy, còn đợt này của nó là đúng tơ tằm luôn. Các chị ơi, các chị thấy sao? Các chị ơi, các chị thấy sao? Áo tú mặc là lụa tơ tằm của Thái Tuấn đấy các chị. Rồi, cái lô đó đó. Còn nhiều đúng không? Mấy thứ sáu chiều hết rồi đúng không? 1, 2, 3, 4 mẫu. Còn không? Rồi, ok. Ra đây luôn. Ra đây cho các chị luôn. Ai đứng áo này cho Tú hả? Áo này là chị Uyên may đấy chị ơi. Ở đấy quên. Cái em còn ở đây không? Cứ bảo mang cái áo sơ mi đi đưa cho Phong, nó may y chang như vậy mà lấy cái con kia kìa. May kịp tối mặc này các chị. Rồi ok, bán này. Các chị ơi, bán này à? Mẫu này không gọi là bán đâu, tặng luôn 50 ngàn một áo cho em. Các chị ơi, mẫu này không gọi là bán nha, tặng luôn 50 ngàn một áo cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em mã may mắn. Tắt cái đèn pha, tắt cái đèn phát sáng đi nha, để cái đèn pha ở phía trên này thôi. Dạ không thì Phương Phương ơi. Hồng Nguyên may mắn. Minh Trang Ngô may mắn. Trần Loan may mắn. Ngọc Liễu Nguyễn may mắn. Sao tối vậy? Cà Neo may mắn. Thanh Hương may mắn. Vậy thì tắt đèn xe Mai đi. Nguyễn may mắn. Tắt đi, tắt. Ồ, tắt đèn xe đi. Đèn xe ở đây này. Tắt đi cho Lê nó ai đỡ may mắn. Mắt. Nguyễn Kim Yến may mắn. Ừ. Trang Mai may mắn. Miu Múc may mắn. Mina Nguyên may mắn. Trần Xuân may mắn. Trần Diên Khánh may mắn. Quyên Phương may mắn. Vải em mặc dễ 850.000 một vải em các chị ơi. Maria Hồng may mắn. Dương Phan may mắn. Thời Nguyễn may mắn. Nguyễn Yến may mắn. Thanh Lan Đặng may mắn. Em nói cái này nha các chị. Trần Hường may mắn. Em xin lỗi với các chị, chứ các chị có mua của em 50.000 đi chăng nữa nó vẫn có giá trị. Quang Vinh may mắn 4 áo. Hồng Nhung may mắn. Này Hà chị ơi, 50 ngàn một áo không bằng một tô phở ở viện Nguyễn ở quê Hà luôn. Mai may mắn. Duy Tâm Nguyên may mắn. Chia sẻ live stream cho em các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Các chị ơi, 50 ngàn một áo 2m khổ 1m6 cộng thêm một cái nữa này. Em có một cái này cực kỳ hấp dẫn cho các chị luôn. Các chị ơi, em free ship toàn quốc cho mình luôn. Chốt đơn. Quỳnh Phạm may mắn. Nguyễn Hằng may mắn. Nguyễn Linh may mắn. Nguyễn Hà may mắn. Nguyễn Phương Trang may mắn. Các chị ơi, em free ship toàn quốc cho mình luôn. Chốt đơn cho em may mắn tổng mấy nữa. Phạm Huyền may mắn.
con mà 74 áo lận cho mày, mày không hết đâu. Thánh Kiều may mắn, Nguyễn Thị Liệu may mắn, Nguyễn Hằng Hai may mắn, Hà Lý may mắn, Nguyễn Đông may mắn, Bảo Quyên may mắn, Anh Nguyên may mắn, Nguyễn Kiều Loan may mắn, Vân Phạm may mắn, Thúy Tâm may mắn. Các chị chia sẻ livestream cho em thôi mắn. Chị ơi, nhìn phải thúc kể em hai bên này thật sự buồn lắm luôn á. Huy Nguyễn may mắn. Chia sẻ livestream cho em một lần trong hội nhóm, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em nha các chị ơi. 50.000 một áo em free ship cho mình luôn. Nguyễn Hoa may mắn, Kiều Kiều may mắn, Lê Thái may mắn, Ngọc Mai Hai may mắn, Nguyễn Hoàng may mắn, Hoa Tú may mắn, Lâm Thúy Huệ may mắn, Nguyễn Xỉu may mắn, Phạm Cương may mắn, Thúy Lương may mắn, Linh Huyền may mắn. Đây còn một ngày đến đi. Có bóng nào mà bé 1k cho các chị không? Còn nhiều đúng không? Còn 3. Quyên Phương thêm 1 may mắn, Diễm Lệ may mắn. Của mẫu này không? Bế Kim may mắn nữa em. Đó hết chứ. May mắn. Các chị ơi em nói nghe nè, ngôi sao là biểu tượng cho sự may mắn đúng không? Đúng không các chị? Đúng không các chị ơi? Trời ơi 83 à. May mắn em hết nha các chị ạ. Tổng cộng các bạn nhà em đếm có 83 áo thôi. Các chị ơi 83 áo. Bây giờ em bán cho các chị 10.000 một áo. Nhưng mà em thu các chị đến 50.000 tiền phí trong tổng một đơn hàng. Hay là các chị mua 50.000 một áo mà được free ship. Các chị chọn đi. Các chị chọn đi các chị. Tầng ở trên, sau lưng kem, trắng tuyết. Trắng kem hay trắng tuyết Tú ơi? Trắng kem là sao mà trắng tuyết là sao chị ơi? Trắng kem là sao mà trắng tuyết là sao? Vải thì chỉ có trắng kem thôi chứ không có trắng tuyết, có trắng tinh thôi chị. Nhưng mà trắng tinh thì thường đa số sơ tầm sẽ không có đâu chị, chỉ có vải trơn thôi. Năm mươi ngàn một áo nha, không có bán khúc nha các chị. Em thấy đa số các chị mua khúc khúc 30.000, 50.000, khúc khúc còn mét. Còn mét rồi các chị ơi. Còn mét. Trời ơi nhà em khúc. Các chị nhận được chưa? 1m rưỡi, 1m6, 1m7, 1m8, 1m95. Ôi ôi. Ok, 50.000 một áo cho em. Các chị lấy thì các chị đắm cho em là ngôi sao. Đúng rồi chị Vân Mai. Không bao giờ em có nói với chị đấy. Bà bè chị mặc không bao giờ đụng hàng bất cứ một ai luôn. Các chị ơi, ngôi sao cho em giá 50.000 một áo, em free ship cho mình luôn. Mua một áo em cũng hỗ trợ, em free ship cho mình luôn, chốt đơn. Bỏ lên đây cho cô xịt lên đây một chút đi mấy đứa ơi. Linh Hoàng ngôi sao, Bảo Quyên ngôi sao, Phạm Cương ngôi sao, Oanh Nguyễn ngôi sao, Hồng Nguyên ngôi sao, xịt lên nữa đi. Kim Liên ngôi sao hai áo, Nguyễn Hà ngôi sao, Trúc Phụng ngôi sao, Út Huy ngôi sao, Trần Diên Khánh ngôi sao, Nguyễn Mai Hương ngôi sao, Triệu Bích ngôi sao, Huệ Tâm ngôi sao, Lê Hoàng Trúc Nguyễn ngôi sao, Trần Lan ngôi sao, Nguyễn Hạ Mai ngôi sao, Lâm Thúy Huệ ngôi sao, Ngọc Ánh Linh Đan ngôi sao, Nguyễn Kim Yến ngôi sao, Quỳnh Phạm ngôi sao, Lan Dũng ngôi sao, Thu Nguyễn ngôi sao, Tây Đê Sa, Trần Văn ngôi sao, Đào Hồng Cúc ngôi sao, Thanh Lan Đặng ngôi sao. Còn một cái ghế nữa bỏ lên ba cái cho cô coi nè. Hồng ngôi sao, Hoa Bằng Lan ngôi sao, Trần Hương Hai ngôi sao, Di Phan, Dung Phan ngôi sao, Lưu Hoàng ngôi sao, Lan Nguyễn ngôi sao, Lê Thái ngôi sao, Nguyễn Thanh ngôi sao, Cỏ Bốn Lá ngôi sao, Tiến Nguyễn ngôi sao, Trần Thơ Hai Áo ngôi sao, Phường Kim ngôi sao, Thanh Châu ngôi sao, Châu Lê ngôi sao, Cẩm Tuyên ngôi sao, Nguyễn Kiều Loan ngôi sao, Khuê Phạm ngôi sao, Nhung Đoàn ngôi sao, Nhà Mai Thanh Lan ngôi sao, Nguyễn Bình ngôi sao, Kim Madena ngôi sao, Tin Hoàng ngôi sao, Diệu Châu ngôi sao,
Quang Dũng ngôi sao, Ngân Nguyễn ngôi sao, Anh Phan ngôi sao, Thúy Hoàng ngôi sao, Lan Dũng ngôi sao, Hồng Dung ngôi sao, Phương Huy ngôi sao, Nguyễn Phương Trang ngôi sao, Mỹ Bình ngôi sao, Lan Đỗ ngôi sao, Vân Phạm ngôi sao, Thúy Lương ngôi sao. Các chị ơi, các chị lấy liền đi. Nguyễn Hương hôn các ngôi chị không sao, bao giờ có cơ hội làm Phan thứ hai ngôi đâu, sao, Dương Phan thêm một ngôi sao, Linh Lan ngôi sao, Xuân Ngọc ngôi sao, Trần Hân ngôi sao, Tài Trần Phạm ngôi sao hai áo, Hà Nguyễn ngôi sao, Thu Đào ngôi sao, Diễm Hương ngôi sao, Anh Nguyên ngôi sao, Hoa Nguyễn ngôi sao, Thuê Nguyễn Thị Kim ngôi sao, Hoàng Nguyễn ngôi sao, Gà Tàu ngôi sao. Ngôi sao cho em giá 50.000 một áo, 2m khổ 1m6, em phi ship toàn quốc cho mình. Chia sẻ livestream cho em với đi các chị ơi, tương tác Hoa em Tú với ngôi nha. Sao, Nguyễn Thị Ngát ngôi sao, Nguyễn Thị Thu Hiền ngôi sao, Cẩm Tuyên ngôi sao, Kim Vũ ngôi sao, Nguyễn Thủy ngôi sao, Lý Bình thêm một ngôi sao. Vài áo Tú bán giá 850.000 một Nguyễn Hai ngôi các chị sao ơi. Diệu Châu thêm một ngôi sao, Nguyễn Thị Thu Hồng thêm một ngôi sao, Nguyễn Thủy Lợi ngôi sao, Yến Phương Đỗ ngôi sao, Maria Minh ngôi sao, Mon Mon ngôi sao, Kim Thúy Phạm Thi ngôi sao, Nguyễn Thị Thu Hiền ngôi sao, Huyền Nguyễn ngôi sao, Bùi Thị Mai ngôi sao, Ly Nguyễn ngôi sao, Tơ Lê ngôi sao, Nga Trần ngôi sao, Thu Lê ngôi sao, Trang Thủy ngôi sao, Cá Ba Đuôi ngôi sao, Phương Kim Dần ngôi sao, Hải Nguyễn Thi Hai ngôi sao, Nguyễn Hà ngôi sao, Áo Dài Thay Quế ngôi sao, Nga Phạm ngôi sao, Đam Mê Áo Dài ngôi sao, còn 5. Nguyễn Hoa ngôi sao, Khen Nguyễn ngôi sao, còn 3. Thu Ngọc ngôi sao, còn 2. Tiên Vũ ngôi sao, còn 1. Dung Nguyên ngôi sao, có một chị à, cái gì, cá gì, cá ba đuôi, vừa nói tới cá xong thèm ăn cá hết sức luôn, các chị lấy cái áo con cá ra đây cho chị. Thứ nhất là em có áo con cá, thứ hai nữa hôm nay là chị Lan chỉ nấu chị chiên cá cho con trai em ăn cơm đây các chị. Các chị nhìn thấy chưa, trời ơi nhìn thấy chưa, trời ơi thôi thì dễ thương đó các chị. Mẫu này á hồi trước em có mặc một lần Phong làm cho em, mà hồi đấy em không nhớ là em mặc vải trơn mà màu gì thì em không có nhớ, hình như là màu rêu mà em đứng con cá màu trắng các chị. À các chị nhìn thấy chưa, dễ thương không này các chị, này tơ tằm là các chị, đứng con cá rồi các chị ơi, trời ơi chưa được, chưa đạt tiêu chuẩn, để ban vô đính hết viền cổ với viền tay lại thì nó mới ra cái sự hoàn hảo được. Cái này đính nhanh quá chưa có kịp làm bất cứ một cái gì hết các chị ơi, cực kỳ dễ thương luôn. Em nói các chị nghe nè, toàn bộ bây giờ các chị có mua vải trơn hay các chị có mua tơ tằm đi chăng nữa, các chị cứ để cho từ người ta thiết kế lại cho các chị, rất là nhiều mẫu đẹp, không cần phải mua vải quá mắc tiền hoặc làm sẵn. Tại vì các chị biết sao, làm sẵn nó sẽ có một cái hạn chế như vậy này, riêng cái cổ như vậy nếu các chị muốn đứng đâu có thể nào làm sẵn được, bắt buộc phải may xong mới làm sẵn nha các chị nha, bắt buộc phải là may xong rồi người ta mới đứng được, đâu có ai có cái cổ giống nhau được mà người ta làm chung được các chị. Cho nên các chị ơi, thứ nhất là lựa chọn được chất vải đẹp, thứ hai lựa chọn được cái người thợ may đẹp, thứ ba các chị chỉ có cho mình một cái body gọi là, miễn sao là các chị không phải là phải body hoàn hảo, nhưng mà tốt nhất á, nếu mặc áo dài theo em á thì mình nên hạn chế cái phần có bụng thôi, chứ còn các chị mập hay các chị ốm hay các chị có như thế nào là do dáng người của mình, nhưng mà em vẫn khuyên các chị tự tin lên cho em. Mặc áo dài là trang phục đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam, không có một chất loại gì, không có một kiểu dáng gì, không có một fashion gì, không có một thời trang gì đẹp bằng áo dài hết các chị ạ. Chốt đơn nha các chị nha. Rồi bây giờ còn muốn mua hàng 50.000 một áo nữa không các chị ơi, còn muốn mua hàng 50.000 một áo nữa không các chị? Phụ nữ Việt Nam là phải có một cái áo dài trong tủ,
trang phục đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam là áo dài. Không có một cái gì đẹp bằng áo dài như các chị. Các chị có may một cái đầm 30 triệu, 50 triệu không bao giờ đẹp bằng áo dài. Chốt đơn này. Hàng này là hàng siêu hot hit đã về. Trắng này em lựa cho các chị là có hai loại trắng. Một cái trắng của nó sẽ có là ấm này, là các chị là ấm bạc nó sẽ bị bỏng. Còn trắng này nếu nhận không đẹp không cần trả tiền nha. Cái này là gọi là quá hot rồi đúng không các chị ơi? 150.000 một áo kèm phi ship toàn quốc cho mình luôn. Chốt đơn cho em nha các chị nha. Đây này. Các chị nhớ loại này không? Đó đây các chị. Đó đây này các chị ơi. Đấy. Các chị ơi chốt đơn cho em. Trắng cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Các chị ơi, trắng cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nhá. Jenny phụ trắng. Quá trời quá đất là nó đẹp luôn. Cái này mà không lấy nữa là hết trong đúng một nốt nhạc đấy các chị. Nga Phạm trắng. Trắng cho em giá 150 các chị ơi. Đúng rồi, diện áo dài là tự tin nhất, đẹp nhất của một nữ Việt Nam các chị. Trâm phục trắng xếp. Trắng cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nha các Nguyên chị Nguyên nha. Trắng xếp. Chuẩn luôn trắng. Các chị ơi. Trắng cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em nha các chị nha. Chia sẻ live stream cho em với đi các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị. Hằng Nguyễn Kim trắng. Rồi, có cái này nữa này. Em nói nè. Các chị ơi, nếu các chị mua được một vài áo dài đẹp này, các chị lựa chọn được một người thợ may đẹp này, nhưng mà cái phụ kiện quan trọng nhất đó là cái gì các chị? Là cái này. Mà các chị không lựa được cái đẹp thì làm sao mặc được đẹp đúng không? Nguyễn Thảo trắng, cá ba đuôi trắng, Phạm Hà trắng, Cẩm Tú trắng, chị Yến Nguyễn ơi, Kim Liên trắng. Vải này quá trời quá đất hot hit rồi. Lụa tơ tằm Hồng Kông các chị. Trắng là lụa tơ tằm Hồng Kông này nha. Nha, các chị có lấy không? Không lấy là tối nay em bán là sạch không còn một mét nào luôn nha các chị nhá. Chốt đơn cho em, lụa tơ tằm Hồng Kông mới xoăn tròn tròn mới xuất thình thịch luôn. Rồi. Đây. Phạm Nguyệt trắng. Thúy Ngọc trắng. Nguyễn Thanh Thảo trắng hai áo. Đây các chị. Làm sao mà không mua được đúng không? Không mua được thì làm sao có được một cái form để áo dài để mặc đẹp được đúng không các chị? Đây. Đưa cái chị lấy hôm vừa rồi phải không? Nhưng mà không có trắng nha chị nha. Chưa có trắng, bây giờ mới có trắng. Các chị nhìn kỹ cho em nè. Các chị nhìn kỹ cho em nha. Này. Các chị nhìn kỹ cho em nè. Các chị nhìn thấy chưa? Các chị ơi, áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em. Áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em các chị. Áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em. Các chị nhìn kỹ này. Các chị nhìn thấy chưa? Các chị ơi, áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em. Không đẹp, không cần trả tiền. Tú đang mặc cái này các chị. Rất là nhiều chị yêu cầu luôn, cực kỳ nhiều luôn. Tú ơi, em lấy áo ngực ra bán đi. Thứ nhất là bây giờ các chị vào mùa rồi. Vào mùa gì? Vào mùa đi học, vào mùa đi dạy. Thứ hai nữa, áo dài. Không có được một áo ngực đẹp thì không bao giờ mặc được một áo dài đẹp các chị ơi. Này các chị. Quá trời, quá đất luôn. Các chị ơi, áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em. Tơ tằm này có độ co giãn không Tú ơi? Trời ơi, quá trời luôn chị ơi. Không quá trời quá đất mà nó hot, phải nói là nó hot kinh khủng luôn. Nó hot đến mức độ mà em vừa bán xong một cái là ngày mai cháy hàng luôn các chị. Áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em nha. Áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em này các chị ơi. Các chị nhìn thấy size không? Nhìn thấy số đo không? Em để sẵn sàng đây cho các chị luôn. Các chị nhìn thấy không? Không cần phải hỏi em bất cứ một cái gì hết. Còn nếu chị nào chưa có tin tưởng lắm toàn bộ về phần mà mình muốn tư vấn được một cái áo dài đẹp
thì cứ áo ngực cộng size cộng số điện thoại cho em, nếu có vấn đề gì nhân viên nhà em sẽ liên hệ và tư vấn lại cho các chị, ok chưa? Chuyên mặc áo dài, Tú chuyên da mặc luôn, đẹp cực kỳ luôn, bán hàng ngàn hàng vạn áo rồi các chị, đúng gọi là không đẹp không lấy tiền ha. Đàn Hương trắng, Dung Vũ trắng, Mỹ Bình trắng, Hữu Trương trắng, Mỹ Linh Nguyên trắng, Kiệt Nguyễn trắng. Không, không có cần phải sai, cứ nghe tên với lại ok là được rồi. Chị Thi Phương Trần ok chị, Mai Xuân Phan ok chị, Nguyễn Thủy Linh ok chị, Nguyễn Mai Hương ok chị, Yến Huỳnh ok chị, Út Phượng ok chị Thảo Ngô ok chị, Hồ Sen ok chị Huỳnh Chi ok chị, Nguyễn Hà ok chị. Chị Mỹ Linh Nguyên ok chị, Phúc Lâm ok chị. Chị Hoa Nguyễn ok chị, Trương Anh ok chị. Chị Trương Hương ok chị. Kim Thanh Hoàng ok chị, chị Củ Khu ok chị, chị Hòa Bùi ok chị Trang Huynh ok chị. Chị Hồng Nguyên ok chị Nga Lê ok chị, Nguyễn Vân ok chị Anh Dung ok chị Hà Trắng ok chị Thu Đào ok chị Kim Phạm ok chị Hằng Nguyễn Kim ok chị Tâm Uôn ok chị Hiền Nguyễn ok chị Nga Thi ok chị, Dung Kim Nguyên ok chị, Thanh Lan Đặng ok chị, Vinh Hà Trần ok chị, Ngọc Hoàng ok chị, Tường Vân Nguyên Bùi ok chị, Nguyên Nguyên ok chị Hoa Nguyễn ok chị, Huệ Trương ok chị, Ly Thái ok chị, Quỳnh Phạm ok chị, Cathy Ni Đỗ ok chị, Anh Hoàng ok chị, Nguyễn Vân ok chị, Hương Tạ ok chị, Nguyễn Thủy ok chị Nguyễn Trang ok chị Phương ok chị Lan Phỏ ok chị Nguyễn Kiều Loan ok chị Nguyễn Tân ok chị Phạm Bình ok chị Bích Nguyệt ok chị Ánh Hồng ok chị Võ Huyền ok chị Trà My Trắng ok chị Diệu Châu ok chị Nguyễn Tân Thủy ok chị Hà Lê ok chị Lo Nguyễn ok chị Thúy Anh Nguyễn ok chị Nguyễn Nhung ok chị, Nguyễn Anh Tốn ok chị. Có nha chị Tuyết Ngọc ơi. Thu Hà Võ ok chị. Mút này là mút dày ba con trà các ok chị. Mặc áo dài và các chị chuyên mặc đầm. Mút này là mút độ. Thi Huệ Trần nhá. Ok chị, Dung Kim Nguyên ok chị. Thái Hồng Kim Hạnh ok chị. Kim Thoa ok chị. Vân Võ ok chị. Phạm Hà ok chị. Kim Thúy ok chị, Lan Phạm ok chị. Nguyễn Cao ok chị, Nguyễn Láng ok chị, Mai Khang ok chị Thúy Dinh ok chị Nguyễn Tân ok chị, Phương Trần ok chị, Tuyết Nhung ok chị, Nhung Nguyễn ok chị, Nguyễn Hải Yến ok chị, Nguyễn Phương Bình ok chị, Nguyễn Thùy Linh ok chị Mai Phượng ok chị, Bé Hùng ok chị, Trương Mỹ Hạnh ok chị, Diệu Châu ok chị, Yêu Phạm ok chị Nguyễn Vân ok chị, Nguyễn Thơm ok chị, Trương Dạ Thảo ok chị, Hà Dương ok chị, Ngọc Nuôi ok chị, Loan Võ ok chị, Yến Đoàn ok chị Đào Nguyên ok chị, Thu Cẩm ok chị, Ngân Nguyễn ok chị, Tùng Vi ok chị Thiên Đinh ok chị. Chị các chị ơi, còn okay phải có quần như, nữa nha. Quần như, để các chị mặc áo dài nữa. Như các chị Yến Đoàn ok chị. Đóng thêm cho em là quần áo dài 60.000 một quần. Các chị lấy 3 quần, 5 quần, 7 quần, 10 quần để cộng vào với lại áo ngực gửi luôn một lần cho khỏi mất tiền phí ít quá nhiều. Đưa quần cho chị nào. Quần các chị lấy 5, 7, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
muốn lấy bao nhiêu cũng được luôn. Khuê 60 ngàn một chị. Quần, quần này các chị không cần phải mặc quần ghen. Các chị Đà mặc vừa okay đủ chị. Với lại cái cặp quần là thứ nhất. Thứ hai nữa, mặc thường cũng ok, nó ghen bụng các chị là rất là đẹp luôn. Nhà em bán hàng vạn quần rồi các chị. Chốt chị đơn cho em luôn okay nha chị. Yeah, em chào chị Thu Hà mặc. Các chị ơi, quần thì các chị lấy ngẫu nhiên cho đối em ha. Ok chị. Em nói trước nè, quần bên em các chị lấy 5, em sẽ lấy cho các chị 5 màu. Trừ chị khi chị bảo okay, ơi, chị không lấy màu đen thì ok, bên em sẽ bỏ màu đen ra nha. Còn các chị ơi, các chị lựa màu thì xin phép là em không gửi hàng và em không bán nha các chị. Vì em lấy một lần 1.000 quần, 2.000 quần ở chợ sỉ họ cũng không có cho mình lựa màu. Cho nên các chị ơi, 60.000 một quần, quần này các chị không những mặc áo, quần áo dài nha. Các chị mặc áo dài mà các chị mặc cả đồ bộ ở nhà cho em luôn, để nó nịt cái bụng của mình lại, mặc hàng ngày luôn, để cho cái bụng của mình nó săn chắc cực kỳ đẹp luôn. Chốt đơn 60.000 một quần. Chị Thiên Linh 2 quần, Kim Thanh Hoàng 3 quần. Chị Chim Phạm ok chị. Các chị ơi, quần Trân các chị Thuyền nắm số okay lượng chị luôn cho em nha. 60.000 một quần các chị ơi. 60.000 một quần cho em nha các chị nha. Quế Chi Bùi 5 quần. Vài tú mặc Trần là chất vải tơ quần. Tầm chị ơi, tơ tầm Thái Tuấn giá 850 Bùi Ngọc Trúc 6 quần. Mai Hảo 3 quần. Thanh Tuyển Phạm 3 quần. Nguyên Khanh 10 quần. Diệp Nguyễn 5 quần. Hoa Hướng Dương 2 quần. Vài tú mặc là giá 850 một mẻ. Nguyễn chị ơi, có 2 quần. Có 3 màu luôn á. Chị Hồ Sen ok chị. Mai Thi 2 quần. Nguyễn Hà 3 quần. Thi Phương Trần 2 quần. Thân Anh 5 quần. Như Yến Đoàn 3 quần. Nguyễn Vân 3 quần. Nguyễn Anh Tuấn 3 quần. Tuyền Ken 3 quần. Châu Hà 5 quần. Thu Hà Bạch 2 quần. Bích Nguyệt 3 quần. Thu Đào 10 quần. Chị Chiên Phạm 2 quần. Ngân Nguyễn 5 quần. Vũ Lộc Xuân 3 quần. Trang Huynh 3 quần. Hồng Nguyên 3 quần. Hương Bùi 4 quần. Băng Thanh 5 quần. Thúy Nguyễn 5 quần. Hột Mít 3 quần. Thúy Dương 3 quần. Đỗ Sương 2 quần. Thu Hoài 4 quần. Khúc Thanh Trà 4 quần. Anh Nguyễn 2 quần. Trinh Thu 5 quần. Thi Huệ Trần 2 quần. Huyền Nguyễn 5 quần. Mỹ Linh Nguyên 3 quần. Minh Hằng 1 quần. Quý Trương 5 quần. Lan Võ 4 quần. Thúy Nguyễn 5 quần. Nguyên Nguyên 5 múc quần nha chị. Hà Dương 2 quần. Mary Nguyễn 2 quần. Loan Lê 3 quần. Hường Kim 2 quần. Múc dày cho em 2 là quần. 3 quần. Thi Thúy Nguyễn 2 quần. Anh Dung 2 quần. Nguyễn Kim Liên 3 quần. Châu Diễm 2 quần. Dung Kim Nguyên 5 quần. Nguyễn Thanh Tuyền 2 quần. Khuê Phạm 3 quần. Minh Loan Nguyễn Thi 2 quần. Oanh Nguyễn 4 quần. Có trơn chị Lan Hương ơi. Catherine Đỗ 2 quần. Trơn size tương đương như vậy luôn. Chị cứ cho em là Hiếu Võ 3 quần. Size Yến Lê 2 quần. Số điện thoại cho em. Nga Vũ 2 quần. Ngọc Đôi 3 quần. Thu Thủy Nguyễn 2 quần. Lan Vũ 2 quần. Áo ngực thì comment size giúp em nha chị ơi. Sai tương đương này các chị. Ngọc Nguyên 3 quần. Đoàn Hiếu 2 quần. Rồi các chị ơi, xong hết chưa? Qua em nhá. Bây giờ bắt đầu tiếp tục. Một trong những mã hàng hot hit nhất kỳ của nhà em luôn các chị ơi. Áo ngực này, áo dài. Áo ngực mặc áo dài được không á? Ôi trời đất ơi, sao lại hỏi cái câu này, ui chèn đét ơi, áo ngực không mặc áo dài thì mặc cái gì? Trong khi đấy em cầm tú của chị lại bán vải áo dài mà để chuyên cho mặc áo dài và mặc áo đầm. Còn các chị ơi, hàng ngày có chị nào không mặc áo ngực không? Các tình yêu ơi. Bùi Huệ 3 quần, Helena Đỗ 3 quần. Rồi xong chưa? Quen nha.
Khuê Phạm 3 quần, Kim Thúy 2 quần. Các chị nhìn size cho em này. Các chị hàng ngày các chị hỏi em rất là nhiều. Các chị chỉ cần nhìn vô đây một cái là các chị biết các chị sẽ mặc size gì ngay và liền luôn. Đây, giá áo bên em luôn. Và có cả phí ship, có cả phí luôn. Các chị nhìn rất là rõ ràng luôn. Quá trời quá đất, nhanh gọn lẹ cho các chị để chốt đơn, không mất làm thời gian của nhau đúng không? Rồi tiếp tục. Ok chị Anh Kim, Thu Hà Võ 3 quần, Lo Nguyễn 2 quần. Các chị từ nãy đến giờ rất là nhiều chị nói Tú ơi màu trắng là vải gì. Các chị ơi nếu không mua là hết trong đúng một nốt nhạc. Trời đất ơi cái này là hot, cực kỳ hot luôn. Đặc biệt là màu trắng. Chất vải là lụa tơ tằm Hồng Kông. Từ hôm qua đến bây giờ nhà em bán em nói các chị là phải nói là siêu bão luôn. Bão cực kỳ bão luôn. Giá có 150 ngàn một áo thôi. Em phi ship toàn quốc cho mình nha. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Hoa văn của nó sẽ giống như vậy này các chị. Các chị biết hàng này mà. Em ok chị. Chị Xuân Hương ok chị. Bé Hồng Eo ok chị. Trân Huỳnh 2 quần, Nane 5 quần ok chị. Các chị biết hàng này mà đúng không? Chốt đơn trắng cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Giá chỉ có 150 ngàn một mã áo thôi các chị ơi. Vài áo Tú Mặc giá 850 các tình yêu ơi. Các chị ơi trắng giá 150 ngàn một áo. Vải mềm, mượt, có độ co giãn, không đẹp, khỏi cần trả tiền. Phi ship toàn quốc cho mình luôn nha các chị nha. Nguyễn Khang trắng, Thơm Đào trắng, Lá Thủy trắng. Trắng cho em, chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em các chị ơi. Trên Trần trắng. Vải Tú Mặc là có tổng là 3 màu. Giá là 850 ngàn một vải áo chị ơi. Chốt trắng ngay và liền. Trúc Lê trắng. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng cho em. Giá 150 nha các chị nhá. Đưa áo của chị của Nguyễn Thanh Tuyền trắng. Đây. Đưa áo của chị ra đây trước nào. Thuy Nguyễn trắng 2 áo. Đưa cái khúc là đưa như vậy nè. Vải này chị đã nói rất là nhiều lần với tụi em rồi. Đặng Nguyên trắng, Vũ Hiền trắng xét, Phạm Thị Vân trắng, Nguyên Nguyên trắng, Nguyễn Thị Hồng trắng, Xuân Hương Hồ Hương trắng lên. Bỏ hàng ra ngoài kia. Các chị, vải giống em mặc nè. Em nói trước nha, đây là tơ tằm của Thái Tuấn. Các chị nhớ giúp em này, thứ nhất nếu mà đúng chuẩn tơ tằm sẽ không có độ co giãn đâu nha các chị nhé. Không có độ co giãn. Và hàng này này làm hoàn toàn thủ công bằng tay. Có nghĩa là chất vải này là vải trơn. Bỏ xuống, nhuộm theo từng đợt một. Đợt nào bán đợt đó, không có lộng hàng và không bao giờ giống nhau. Bất cứ một trường hợp nào hết. Vì cái này á, nếu mà kể ra thì cả một cái chuyện rất là dài. Nó là hoàn toàn in và nhuộm bằng thủ công, hoàn toàn bằng tay hết, không có làm bằng máy. Cho nên thứ nhất là giá rất là đắt đỏ. Thứ hai nữa các chị ơi, vải này là không có độ co giãn, hàng chuẩn cao cấp của công ty Thái Tuấn nha các chị nha. Ok chị Ngọc Thảo. Các chị ơi, 850 ngàn một vải áo nha các chị nha. 850 ngàn một vải áo nha các tình yêu nhé. Nghe kỹ giá giúp em, nhiều chị nghe không rõ, nghe lại tưởng có 150 ngàn tí nữa chốt đơn xong em ơi, em có tính lộn giá không? Là xỉu ngang nha. Vải này có bị nhăn không Tú ơi? Nếu mà nói mà có bị nhăn hay không, tất cả các chất liệu vải hiện bây giờ các chị mặc đều sẽ nhăn hết. Có điều là nó nhăn nhiều hay nhăn ít thôi. Chứ các chị bảo mà vải các chị mặc không nhăn, không bao giờ có. Không bao giờ có bao giờ hết các chị. Chốt đơn cho em. Giá cho em là 850 một áo nha. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là mã áo Tú Mặc nha các chị nha. Em có tổng 3 màu thôi các chị ơi. Có đúng 3 màu thôi. Còn cái này nếu mà nói về độ nhăn như là chị đã từng mặc Hà Đông thì Hà Đông rất là nhăn. Còn cái này nó giảm gần như là được khoảng 50% cho tới 70% độ nhăn. Nếu chị đã từng mặc những dòng hàng đấy thì em cũng tư vấn rõ ràng như vậy cho chị luôn ha. Rồi cái màu hồng tư đâu tư rồi? Tư mắm vải áo mẫu mặc xếp. Xếp là quần về chị Tú Mặc là nổi hay tốn không? Tú Mặc là lũ mango. Em có tổng 3 màu thôi chị. Nha, em có tổng là 3 màu thôi các chị ơi.
Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu cà rốt nha các chị nha. Chốt đơn cho em là cà rốt. Chị nào lấy thì các chị chốt cà rốt cho em. Giá cho em là 850.000 một mảnh áo nha các chị nha. Chị Nguyên, chị chốt đơn vui lòng comment giúp em thêm số điện thoại nha chị ơi. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Chốt cho em là giá 850 một áo. Màu này các chị lấy thì chốt Thương cà rốt cho em. Phải áo mẫu mặt Mai Hảo vải áo mẫu mặt. Và em còn màu này. Cô Thị Thùy Oanh vải áo mẫu mặt. Còn màu này đẹp cực kỳ luôn. Màu này rất là sang luôn đó các chị. Xem ôi là sang luôn á. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu sáng. Châu cà rốt. Dạ được nha chị. Dạ được nha chị Hoa Ưu Đàm ơi. Nếu mà chị lấy trắng, mẫu hôm nay em vừa bán học cho học sinh mặc rất là đẹp luôn. Lan Vi vải áo mẫu mặc. Còn hơn. Nguyễn Thị Thúy cà rốt. Đẹp lắm các chị. Mặc phải nói là dùng từ gọi là đáng đồng tiền bát gạo. Đấy. Các chị nghĩ như vậy là các chị nghĩ tới cho em. Thanh Châu vải áo mẫu mặc. Còn một. Hà trắng xám. Nguyễn Khanh xám. Thu Cao Minh xám. Mỹ Linh Nguyên cà rốt. 850.000 một vải áo nha các chị nhé. Oanh Oanh Nguyễn vải áo mẫu mặc. Vải tủ mặc hết. Vải tủ mặc là giá 850 các chị ơi. Anh Phạm Vân cà rốt. Chẳng lẽ may các chị. Phạm Huy Vân em chốt cà rốt cho chị nha chị ơi. Phạm Huy Vân lấy màu này. Áo mẫu mặc em hết hả? Đẹp hơn màu em mặc luôn. Bích Nguyễn cà rốt. Còn 3. Không. Nếu mà nói về đồ giảm mà gọi là để mà nhanh như là Lê Thị Vân xám giảm được đến 50 cho tới 70% luôn. Cái hàng này của công ty Thái Tuấn đúng gọi là một cái bước nhảy vọt luôn đó các chị. Các chị có nhớ hồi trước em bán cho các chị cái lô quát mà của Thái Tuấn không? Mà giá đến 400.000 một áo, đến thời điểm này vẫn giá 400-450.000 một áo các chị nhớ không? Chất này là chất tơ tằm, mặc đẹp gấp 1.000 lần cái chất vải đấy luôn các chị ơi. Cà rốt em còn 3, xám em còn, các chị có lấy nữa em qua nha. Em qua nha các chị nha. Xong như em mặc hết rồi các chị ơi. Đấy ha. Đấy. Thương vải này cà rốt. Em nói thật với các chị luôn nha. Nhiều chị là em ơi, chị muốn mua hàng cao cấp. Nhưng hàng cao cấp đổi lại có những thứ các chị phải tuân thủ nó. Giống như gọi là không giặt được, chỉ đi hấp này, mặt không có độ co giãn này, các chị nâng như nâng trứng này, hứng như hứng hoa này, đâu phải là dễ mà sử dụng được một cái áo dài mắc tiền hoặc là một cái chất liệu vải mà thật mắc tiền đâu các chị, không dễ sử dụng nhá. Trinh Nguyên xám. Nguyễn Phượng xám. Còn. Anh Phạm Vân xám. Còn hai. Hồng Quách xám. Còn một. Oanh Phạm cà rốt. Còn một xám chứ cà rốt đây. Cho nên các chị ơi, chuyển qua mặt vải này cho em. Thứ nhất là giá cả rất là vừa phải. Thứ hai nữa là vải có độ co giãn. Thứ ba nữa là rất là dễ sử dụng. Thứ tư nữa là các chị có thể thay đổi thời trang rất là nhiều luôn. Quá trời quá đất luôn. Ủa sao còn có 32 áo vậy? Vài áo mẫu mặc em hết rồi nha các chị ơi. Có 32 áo rồi. Vậy là hết luôn đó các chị. Giá 150.000 một áo to tầm Hồng Kông lại về lại luôn các tình yêu ơi. Phương Phạm xám. Hết nha. Các chị ơi, săn cổ vịt cho em giá 150.000 một áo tơ tằm Hồng Kông các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt săn cổ vịt cho em ha. Nếu mà 35 áo này là coi như dưới kho hết chứ 1 cây này nó là phải 80 áo.
30 áo mới là một cây hàng, còn có 35 là chứng tỏ hết hàng luôn, chốt đơn ngay và liền luôn các chị ơi. Quá trời. Cái chúc cô Nguyễn sang không cổ đẹp, vịt không lấy tiền. Giao tay sang cổ vịt, Mai Hảo sang cổ vịt, Thiên Mỹ Nguyên Hai sang cổ vịt, Nguyên Phương sang cổ vịt, Trần Thị Thiên Nga sang cổ vịt, Kim Anh Hà sang cổ vịt, Bích Nguyễn Sáu Áo sang cổ vịt, Nguyễn Khanh sang cổ vịt, Vũ Thảo Vi Hai sang cổ vịt, Thiên Phương sang cổ vịt, Quần Lê sang cổ vịt, Nguyễn Phương Bình sang cổ vịt, Tú Ngân sang cổ vịt, Mùa Xuân sang cổ vịt, Phúc Hồ sang cổ vịt, Cá Ta Đuôi sang cổ vịt, Thuần Lê sang... Thuần Lê có thể bỏ đi thật chứ? Bình Trần sang cổ vịt, Chiêu Lê sang cổ vịt, Nguyễn Huyền sang cổ vịt, Mai Vũ sang cổ vịt, Hoa Hoàng sang cổ vịt, Nguyễn Thị Lệ Nương sang cổ vịt, Ánh Vân sang cổ vịt, Thúy Thanh Nguyên sang cổ vịt. Màu này chưa có nha các chị, màu này là màu mới của nhà em nha. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng dâu các chị ơi. Các chị ơi, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng dâu nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Màu này là màu mới của nhà em chưa bán bao giờ hết. Chốt đơn. Vài áo mẫu mặc em hết không, chốt đơn vài áo mẫu mặc các chị ơi. Các chị ơi, hồng dâu cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em nha. Thiên Nga hồng dâu, Thanh Châu hồng dâu, Hà Phạm hồng dâu, Oanh Phạm hồng dâu, Thanh Quỳnh hồng dâu, Thu Nguyên hồng dâu, Minh Lưu hồng dâu, Thanh Nga hồng dâu, Hoa Hoàng hồng dâu, Cá Ba Đuôi hồng dâu, Hương Võ hồng dâu, Kim Liên hồng dâu, Thơm Đào hồng dâu, Nguyễn Khanh hồng dâu, Bích Thủy hồng dâu, Huyền Vũ Thiên Ngọc hồng dâu, Bình Trần hồng dâu, Trần Liên Minh bốn áo hồng dâu, Thơm Đào hồng dâu, Phạm Bình hồng dâu, Dâu Tây hồng dâu, Hiền Nguyễn hồng dâu, Bích Nguyễn hồng dâu 6 áo. Bỏ lên đi chị Thanh ơi. Ti Ti Nguyễn hồng dâu, Oai Oai Nguyễn hồng dâu, Châu Diễm hồng dâu, áo dài đẹp hồng dâu, Kathini Đỗ hồng dâu, Lan Hương hồng dâu, Anh Phạm Vân hồng dâu, Hồng Quách hồng dâu, Hoa Trần hồng dâu, Cẩm Tú hồng dâu, Đinh Hoàng Trúc Nguyễn hồng dâu, Nguyễn Thị Kim Lan hồng dâu, Hoàng Yến hồng dâu, Đinh Hoàng Trúc Nguyên hồng dâu, Nguyễn Thị Phương hồng dâu. Các chị ơi, còn khoảng 30 áo nữa là em hết hồng dâu luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Các chị nhận đi, ở ngoài đẹp vô cùng, dễ sử dụng lắm luôn, chất vải đẹp, hoa văn đẹp, giá cả ok, các chị rất dễ sử dụng luôn, mặt không hề đụng hàng nha các tình yêu nhé. Hồng dâu cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Nguyễn Thị Thúy hồng dâu, sang cổ vịt em hết rồi nha các chị ơi. Hồng dâu là giá 150, bây giờ em còn cho các chị này, các chị nghe em nói này. Em còn màu cỏ úa và em còn màu trắng thôi các chị nha. Em còn màu cỏ úa và em còn màu trắng thôi, chị nào lấy thì các chị chốt trắng 150 cho em, hoặc là cỏ úa 150 cho em là hết cho các chị nha. Phạm Thị Lệ Thủy hồng dâu, Hoa Hoàng thêm một áo hồng dâu, Lan Hoàng hồng dâu, Thúy Lan Nguyễn hồng dâu, Cá Ba Đuôi thêm hồng dâu, Đặng Nguyên hồng dâu, Đào Trà hồng dâu, Trần Thị Thiên Nga thêm hồng dâu, Minh Hải hồng dâu, Tiffany Ngô hồng dâu, Lương Đức Long hồng dâu, Thuần Lê cỏ úa, Hạnh Hiếu cỏ úa, Bích Nguyễn Táo cỏ úa, Oanh Phạm Trắng, Quế Chi Bùi cỏ úa, Trang Lương hồng dâu, Trúc Phương Nguyên hai cỏ úa, Nguyễn Hà hồng dâu. Đừng bỏ qua các chị ơi, các chị nhận ở ngoài thật sự là đẹp mê hồn người luôn. Thiên Nguyễn cỏ úa 150.000 một áo. Tố Trần cỏ úa toàn quốc cho mình các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Kim Liên cỏ úa, bỏ cái Tố Trần. Phương Võ cỏ úa, Nguyễn Khanh cỏ úa, Cá Ba Đuôi cỏ úa, Phạm Thị Lệ Thủy cỏ úa, Minh Khôi cỏ úa, Oanh Diệu cỏ úa, Thúy Anh cỏ úa,
Bích Trâm Đặng Cỏ Úa, Miên Lê Hồng Dâu, Trang Nguyễn Cỏ Úa, Linh Hoàng Hồng Dâu, Thúy Nguyễn Hai Cỏ Úa, Cương Nguyễn Cỏ Úa, Tô Nguyễn Thị Bé Hai Cỏ Úa, Thúy Loan Nguyễn Cỏ Úa, Minh Khôi Cỏ Úa, Hà My Lê Trắng Sáu Áo, Hoàng Yến Cỏ Úa, Nguyễn Kim Nhung Trắng, Nguyễn Thị Kim Loan Cỏ Úa, Thúy Lê Cỏ Úa, Hoàng Tuyết Hai Cỏ Úa, Gấu Trúc Trắng Hai Áo, Tiếng Kim Hồng Dâu, Mộng Cầm Hồng Dâu, Bích Nguyễn Trắng Sáu Áo, Nguyễn Hồng Cỏ Úa, Mỹ Lê Nguyên Cỏ Úa, Cỏ Úa cho Trang em Nguyễn nào Trắng thì các chị chốt Linh Cỏ Úa cho Linh em. Huyền Trắng, Hàng Nguyên Trắng Hai Áo, Dâu Tây Trắng, Hương Võ Trắng, Thao Hoàng Hai Trắng, Tâm Trần Trắng, Tiffany Ngô Cỏ Úa. Em còn Cỏ Úa, còn Trắng và còn Hồng Dâu thôi các chị ơi. Trắng kem hay trắng tinh Tú ơi? Trắng kem nha chị, tuyệt đối sẽ không có trắng tinh. Không có trắng tinh đâu chị. Chiều Đông Hồng Dâu, Nga Nguyễn Cỏ Úa. Còn bên em treo lên đằng sau nữa. Kim Liên Thêm Bốn Áo Cỏ Úa, Nhân Thúy Nguyễn Cỏ Úa. Không như trong đó luôn cho chị là hết hẹn. Trời ơi, cái này mà các chị đúng chuẩn màu xanh coban này mà mấy chế nhà mình không may là em may. Trời ơi các chị ơi, nó đẹp lắm luôn. Mẫu mới toàn xà toàn luôn nha các chị nha, không giống mẫu em đã từng mặc bao giờ luôn. Chốt đơn cho em xanh coban giá 180.000 một áo, chất vải là lụa tơ tằm các chị ơi. Hoàn Thảo Cỏ Úa, Huyền Dũng Hồng Dâu, Tuyết Nguyễn Trắng. Ôi, mấy cỏ úa nữa. Các chị ơi, xanh coban cho em giá 180.000 một áo. Nhận vải không mềm, không mượt, không có độ co giãn. Mở hàng ra kiểm tra màu mà không đẹp như nhung, cứ việc trả lại vải cho Tú. Tú chưa bao giờ bán mà Tú nói câu đó nha các chị. Bích Nguyễn xanh coban 6 áo, Anna Nhung xanh coban 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh coban cho em các chị ơi. Nam Nguyễn xanh coban toàn luôn. Phương Võ xanh coban, Nguyễn Loan xanh coban, Chi Nguyễn xanh coban, Tố Trinh xanh coban, Trần Thị Thiên Nga xanh coban, Lê Thị Bến xanh coban, Mỹ Lê Nguyên xanh coban, Yến Đỗ xanh coban, Thu Thủy Nguyễn xanh coban. Xanh coban cho em giá 180, chị nào lấy thì các chị chốt xanh coban cho em các chị ơi, 180.000 một áo. Liễu Bùi xanh coban, Thọ Hương Nguyễn xanh coban, Mai Hoa xanh coban, Hải Phân xanh coban, Ly Thái xanh coban. Nguyễn Thị Kim Loan xanh coban, Thủy Quyên xanh coban, Vân Nguyễn xanh coban. Xanh coban giá 180.000 áo. Áo bên em cắt 2m các chị, khổ 1m6. Quần bên em cắt 2m, khổ 1m6. Em không bán quần 1m2. Nhiều chị mua hàng nói về này em ơi, chị mua quần ở các chú khác có 70.000 tới 50.000 thôi. Dạ có các chị. Nhưng mà các chị có một chi tiết rất là nhỏ là các chị vui lòng hỏi giúp đó giùm em là cắt cho các chị quần bao nhiêu mét. Các chị ơi, các chị mua vải nhiều vải thì nhiều tiền, các chị mua vải thì ít tiền. Nhưng đặc biệt bên shop em không có cắt quần 1m2 và không bán quần 1m2 luôn nha các chị nha. Em có thấy chị nào mà 50 với 55 ký đâu. Ít nhất nha, em nói bèo lắm luôn á, chị nào cũng phải từ cỡ ký như em hoặc là đổ lên. Còn cái chị mà dưới 55 ký nó là một con số rất là nhỏ, rất là ít luôn các chị. Nhưng cái quan trọng nhất là áo dài, các chị ơi, cái ký nó không quan trọng bằng cái các chị may được cái ống quần nó lớn hay nó nhỏ. Cái chị muốn ống quần lớn, cái chị phải nhiều vải. Chứ cái chị muốn ống quần lớn là cái chị mua ít vải người ta may kiểu gì. Cái chị đã từng mua vải quần tây các chị may chưa?
các chị mua vải quần tây các chị may là đã 1m1 rồi, cái quần áo dài các chị tưởng tượng coi cái ống này 1m1 thì may kiểu gì, may ống 18 nó nhỏ như vậy thì chẳng khác gì các chị đang mặc cái quần tây à, sao mặc được, không bao giờ đẹp. Nguyễn Thị Mỹ Lệ sang cô ban. Rồi thêm một cái nữa, em thấy nhiều chị em có một cái này nha, không phải là em có ý gì đồ gì hết, nhưng mà thật sự em thấy có rất là nhiều chị, các chị mặc cái quần áo dài cái chỗ này nó rất là ôm, nó ôm như là quần tây của mình ấy các chị. Lý do có hai lý do, một là lý do là có thể các chị theo sở thích của mình là các chị muốn mặc cái quần áo dài này nó ôm chẽn như vậy. Thứ hai nữa là có thể vải đó không có nhiều vải để cho thợ may người ta may một cái quần thoải mái như thế này, chứ em không có ý đồ gì hết nha. Còn các chị ơi, mua quần may sẵn hay mua đồ may sẵn, các chị phân biệt dùm em là đồ thiết kế và đồ hàng chợ. Các chị nhìn kỹ cho em coi nó có khác nhau không. Thiết kế họ sẽ có size, có số cho các chị để vừa với cái người của mình. Còn hàng chợ nó có một size duy nhất là các chị. Một size duy nhất là vì sao? Vì họ may có một kiểu một duy nhất đấy, các chị có muốn nới ra cũng không được, mà các chị có muốn bóp vào cũng không xong luôn. Vì đâu có dư vải đâu, người ta tận dụng tất cả mọi thứ và may size rất là nhỏ. Em thấy nhiều chị mặc cái quần áo dài nó ôm như vậy này các chị này. Em ấy thì ở nhà em cứ hay dùng từ gọi là nó bó vào á. Tuyệt đối nha, em không bao giờ cho bất cứ một thợ may nào nhà em may cái quần cho bản thân của em, chứ không phải các chị đâu, ôm như vậy đâu nha các chị. Nó cực kỳ vô duyên luôn, quay ngang như vậy các chị vô duyên lắm luôn. Các chị thấy nó khác hoàn toàn chưa? Sanco Ban giá 180 nha, Sanco Ban là giá 180 nha các chị. Và áo mẫu mặc em hết rồi các chị ạ. Rồi tiếp tục chốt đơn cho em. Từ hôm qua em về em thấy nhiều chị hỏi em màu đỏ vô cùng. Chốt đơn cho em màu đỏ, giá cho em 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em nha. Giá cho em 180.000 một áo nha các chị nha. Trời ơi, cái mình hàng bên trên đỏ. Em nói các chị cái hoa văn của nó ở ngoài phải nói là nó duyên không tưởng luôn. Bếp nguyên đỏ hai áo. Nó duyên phải nói là duyên không tưởng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em nha. Giá cho em 180.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Thi đỏ. Katarina Nguyễn hai đỏ. Đỏ cho em, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Các chị ơi, giá cho em 180 một áo nha các chị nhé. Thân Anh đỏ. Thu Trang hai đỏ. Còn ai lấy đỏ nữa không các chị ơi? Không lấy đỏ nữa em qua nha. Em like rất là nhanh nha các chị nhé. Hàng Nguyễn đỏ. Ủa, dưới này còn màu sao vỏ lên mấy nè. Trà mi đỏ, áo dài đẹp đỏ. Trời đất ơi, mình lại bảo ủa mình chưa coi lại qua, mình bảo ủa sao mình lấy nhiều màu lắm, chứ tự nhiên nó chừng có 3 màu gì trời. Trời đất ơi, mấy áo đỏ? 3 áo cái gì? Nguyễn Thơm đỏ. Thanh Thanh hai đỏ. Màu xanh rất mẹ nè. Nguyễn Huyền đỏ. Màu xanh sà toàn này đẹp như vậy, nó không bỏ ra các bạn. Các chị ơi, xanh Đức Mẹ cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh Đức Mẹ cho em nha. 150.000 một áo. Lily đỏ. Tơ tằm Hồng Kông mẫu mới nhất trên thị trường luôn. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn các chị. Đừng để nó hết hàng các chị ơi. Đừng để nó hết hàng. Đưa ba đứa mẹ ra đây trước nào. Bích Nguyễn xanh Đức Mẹ 6 áo. Yến Đinh xanh Đức Mẹ. Cá ba đuôi xanh Đức Mẹ. Thả trắng xanh Đức Mẹ.
võ sang Đức Mẹ. Quá Thế chi Bùi sang Đức Mẹ Hoàng My Hà sang Đức Mẹ Ngọc Huệ sang Đức Mẹ. Quá trời quá đất đẹp luôn. Yến Đỗ sang Đức Mẹ. Cẩn Tú sang Đức Mẹ. Một 50 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt xăm Đức Mẹ cho em. Nói chung là nó tóm lại là cái lô hàng này, nếu mà chị nào thật sự yêu thích mà mặc tơ tằm với các chị mua khoảng từ 5 cho tới 7 màu thôi. Các chị mặc cái kiểu hoa văn này này, các chị mặc cho em đến năm sau nó vẫn còn đẹp. Chứ nó không có thay đổi mẫu, tại vì nó rất là ít khi có những cái tơ tằm mà cái hoa văn như vậy. Đa số tơ tằm hoa văn nó toàn hoa thôi mà các chị. Trần Thị Thiên Nga xanh Đức Mẹ, Hoàng Thảo xanh Đức Mẹ, Cương Nguyễn xanh Đức Mẹ, Thúy Lê xanh Đức Mẹ, Minh Lưu xanh Đức Mẹ, Ngọc Thủy Tiên xanh Đức Mẹ, Oanh Diệu xanh Đức Mẹ, Hạnh Vân xanh Đức Mẹ, Hà Thu Võ xanh Đức Mẹ, Chi Nguyên xanh Đức Mẹ, Bích Võ Ngọc xanh Đức Mẹ, Lan Trần xanh Đức Mẹ. Xanh Đức Mẹ cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt xanh Đức Mẹ cho em các chị ơi. Ngân Nguyễn xanh Đức Mẹ, 250.000 một áo nha các chị nha. Đức Mẹ, Thảo Vi xanh Đức Mẹ, Trần Phương Thảo xanh Đức Mẹ, Phan Út xanh Đức Mẹ. Xanh Đức Mẹ là giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt xanh Đức Mẹ cho em các chị ơi. Đinh Hàn xanh Đức Mẹ, Kim Loan Hồ xanh Đức Mẹ, Mon Mon xanh Đức Mẹ. Nguyễn Thúy xanh Đức Mẹ. Dinh Dinh xanh Đức Mẹ. 150 một áo các chị ơi, 250 một bộ nha các chị nha. Màu này là màu cà rốt, em còn có hai áo à các chị ơi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 062, em còn có hai áo thôi. Mã này là mã của đợt trước các chị. 062 em còn có hai áo thôi nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 062 cho em. 150.000 một áo các chị ơi, nhưng mà vải này nếu chị nào thích á, em khuyên các chị là nên lấy hai áo các chị may nguyên một bộ đi, các chị mặc xong nhá. Không có vàng nha chị Dịch Vụ ơi. Màu đó là màu thơm phạm sang Đức Mẹ với Quyến 062 hai áo. Chứ nó không có vàng đâu chị. Mấy sang Đức Mẹ mấy đâu? 062 em hết rồi nha các chị. Trời ơi nó đẹp. Dạ em hết rồi chị ơi, bài tú mặc hết rồi chị. Gọi là tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng. Dạ ok chị Bích Nguyễn. Các chị ơi 150.000 một áo nha các chị nha. 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 057 cho em nha các chị ơi. Phải công nhận là lô hàng này ra đúng gọi là cháy hàng luôn đó các chị. Dinh Dinh 057, Hà Bích Thủy 057, Bích Nguyễn 057 hai áo, Nguyễn Tiên 057, Oanh Phạm 057, Trang Nguyễn 057, Chi Nguyễn 057 xếp, Cá Ba Đuôi 057, Dịch Vụ Khu 057, Trần Anna 057, Phương Võ 057, Trần Thị Thiên Nga hai áo 057, Bích Võ Ngọc 057, Thanh Tuyền Phạm 057 xếp, Nguyễn Thơm 057, Lan Phạm 057. Trần Kem 057. Khuyên Đoàn 057 hai áo. Mai Vũ 057, Bùi Thị Mai 057. Bán hết lô này các chị ơi. Bán hết lô này đi qua tuần là bắt đầu có thái quán mới rồi. Chốt đơn cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 057 cho em. Giá cho em 150.000 một áo nha các chị nha. Free ship toàn quốc cho mình nha các tình yêu ơi. Các chị ơi nhận ở ngoài đi, em nói mà khẳng định 100.000 luôn, đẹp lắm. Giá với một giá mà tơ tằm mà các chị đang mua như thế này mà giá có 150 thì thật sự luôn là rất chất lượng luôn, giá cả rất là phải chăng luôn. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Tại áo mẫu mặc em hết rồi nha các chị ơi.
hồng cánh xe này ông Dung lấy chưa? Chưa chị. Chưa chốt đơn xong hả? Chốt xong rồi nhưng mà nãy các cũng chưa thấy, chưa lấy ra. Mà tại sao ngay từ ban đầu đã biết chiếc xếp là như vậy thì chẳng nó phải riêng ra nhớ chị những cái lúc mà nó thèm thì biết lấy đâu mà mò. Sao chứ như vậy là sao vậy? Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng cánh sen nha các chị nha. Tuyền Kim 057. Bên này chị hai chị. Các chị ơi, hồng cánh sen cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em. Giá cho em là 150 một áo các chị ơi. Thơm đào hồng cánh sen, Bích Nguyễn hồng cánh sen 6 áo. Cao Hồ Minh Khang hồng cánh sen. Lan Trần hồng cánh sen. Phương Võ hồng cánh sen. Quyên Đoàn hồng cánh sen. Nguyễn Thi hồng cánh sen. Trần Thị Thiên Nga hồng cánh sen. Bé Hùng hồng cánh sen. Mấy nhà? 13. Nguyễn Thi 057. Hồng cánh sen cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. 150 một áo. Nhi Linh hồng cánh sen. Và em còn màu này. Màu này là màu em có đi may này. Màu này ở ngoài thì nó gọi là màu xanh lý. Ở ngoài gọi là đúng chuẩn màu xanh lý luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lý cho em. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Bích Ngọc hồng cái sen. Đưa cái bầu cơ phẩm của cái hồng gian lên đây lên đây. Cái lô ở bên kia là hết hay là cái lô bên này là hết? Lô nào còn còn lại là cho lên đây cho chị. Bích Nguyễn sang lý 6 áo. Màu này các chị lấy thì các chị chốt sang lý cho lý em nha các chị nha. Cá ba đuôi sang lý. Hoàng Vân sang lý. Lý này đẹp lắm. Lý này thay cho xanh của vịt đẹp hơn xanh của vịt luôn. Có lấy xanh lý lên đây cho cô không? Minh Tâm Nguyên xanh lý. Thơ Nguyễn hồng cánh sen. Chị Bích Nguyễn có rồi chị. Oanh Phản xanh lý. Ruby Trần xanh lý. Mai Hoa xanh lý. Lan Trần xanh lý. Huyền Trang xanh lý. Nguyệt Đỗ xanh lý. Và em mặc là tơ tầm Thái Tuấn chị. Quyên ơi, Đoàn xanh lý. Bình Trần xanh lý. Thúy Nguyễn xanh lý. Nguyễn Thủy Tuyết Trinh xanh lý. Nhà Mai Thanh Lan xanh lý. Áo dài đẹp xanh lý. Liễu Bùi xanh lý. Hoàn Thảo xanh lý, Dung Phan xanh lý. Oanh Diệu hồng cánh sen. Các chị ơi, xanh lý cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lý cho em. Giá cho em là 150.000 một áo. Chắc phải là lụa. Gọi là gấm, lụa. Dung Mai xanh lý. Co giãn, hoa văn rất là đẹp. Chất vải mới nhất luôn. Các chị nhận ở ngoài dày dặn, co giãn, mặc chuẩn mông, chật phải chỉnh luôn. Khen Nguyễn xanh lý, Hải Nguyễn xanh lý, Trần Thị Thiên Nga xanh lý, Thủy Dương xanh lý.
Huỳnh Chi Xanh Lý, Hoài Thi Xanh Lý, Lê Lưu Thị Hồng Cánh Sen, Anna Chị Xanh Lý Xét. Vé cho em có 150.000. Bích Ngọc Xanh Lý, nhà Mai Thanh Lan Xanh Lý. Em PC toàn quốc cho mình đấy, các chị chỉ việc nhận hàng thanh toán tiền tại nhà cho em thôi các chị ơi. Hương Võ Xanh Lý. Ở ngoài của nó ăn Ánh Vân Xanh Lý, chị mặc lên ăn. Phương Nguyên Xanh Lý, Oanh Diệu Xanh Lý, Minh Lưu Xanh Lý. Các chị ơi, các chị mặc ở ngoài đi, màu này đẹp hơn luôn ấy. Đẹp hơn màu xanh cổ vịt luôn á. Em có chọn màu này em đi may mà. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lý cho em nha các chị nha. Có màu trắng không Tú ơi? Dạ có nha chị. Màu trắng em có đấy chị ơi. Huyền Phạm Xanh Lý, Dương Kim Nguyên Xanh Lý. Em này có màu trắng đấy các chị. Tố Trinh Xanh Lý và Hồng Cánh Sen. Trần Thị Thiên Nga thêm một xanh lý. Em có trắng đấy. Mỹ Tâm Trần Xanh Lý, Thu Phương Xanh Lý, Ngô Bình Xanh Lý, Trang Nguyễn Vân Xanh Lý. Không có tính fan đâu chị ơi. Mấy cái tơ tạm đấy. Tiffany Ngô Xanh Lý. Oanh Phạm Trắng. Thúy Lê Xanh Lý. Trắng còn khoảng chừng mười mấy áo nữa là hết rồi các chị ơi. Thúy Lê bỏ đi. Huyền Trang Xanh Đức Mẹ. Em chốt xanh Đức Mẹ cho chị thôi nha. Còn cam em hết rồi. Cam còn. Còn là đằng sau kìa. Lê Yến Xanh Lý. Cam là 1057 kìa. Nga Đoàn Thị Mỹ Xanh Lý, Cẩm Tú Xanh Lý, Minh Hải Xanh Lý, Trần Thị Thiên Nga trắng 2 áo. Trắng tổng là có Hoàng Huyền Trắng còn 6. Cam là 1057 đấy các chị. Hoài Lan Xanh Lý, Tố Ngân Xanh Lý. Rồi các chị có nhớ cái hàng này của nhà em không? Em chốt đơn luôn cho các chị luôn, 100.000 một áo. Lan Trần Trắng, Hà Nguyễn Kim Xanh Lý. Bao nhiêu áo xanh lý nữa? Vài áo mẫu mặc em hết không chút đơn nha chị ơi. Maria Bình Trắng. Còn mẫu trắng. Quỳnh Lê Xanh Lý. Các chị ơi, cam là 1057 nha. Các chị này, các chị nhìn kem này, đẹp chưa? Đẹp chưa? Kem là màu 057 nha các chị nha. Hồng Phúc Lê Xanh Lý 2 áo, Tiffany Ngô Trắng. Kem mấy? Tổng bao nhiêu xanh lý rồi đó? Trắng còn 4 này ơi. Thu Hường Trắng 2 áo. Trắng còn 2. Kim Loan Hồ Trắng. Còn 1. Lê Thị Bích Bích Trắng. Nguyễn Vi 057. Cho chị 057 là màu kem lên đây. Này, Khánh Diễm 057. Các chị nhìn thấy không? Các chị thấy đủ đạt tiêu chuẩn của các chị chưa? Ở ngoài họ hoa văn mặc phải nói là lấp lánh lấp lánh lấp lánh. Đặc biệt ra ngoài nắng mặc phải nói là bao nhiêu ánh nhìn phải nhìn các chị đấy. Đưa cho chị cái mã số 057 lên đây, cầm lên cho các chị xem này. Bibo Xanh Lý, Thị Nguyễn Xanh Lý, trắng em hết rồi các chị ơi. Huyền Trang 057. Còn bao nhiêu?
treo lên trên đấy luôn đi, đứng treo trên móc cái xe đem lại trên đèn chiếu móc nó kia được. 057 cho em vé 150 nha các chị nha. Đây Nguyễn Thi 057. 057 cho em các chị ơi. Vé còn 150.000 một áo à các chị ơi. Rồi cái hàng này là các chị. Cái này mỗi màu em còn, ví dụ cái này còn màu này, cái này còn màu này, cái này còn màu này. Mỗi này còn 57 áo, các chị bạn áo các chị đi may đi mấy đứa ơi. Mà vé các chị ơi, cho em hỏi toàn bộ các chị đã nhận được tơ tằm này của nhà em chưa? Không khác tơ tằm Thái Tuấn một tí nào đúng không? Các chị, không khác tơ tằm Thái Tuấn một tí nào đúng không? Giá có 100.000 một áo thôi. 200.000 một bộ thôi các chị. Các chị ơi, giá có 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Thôi trời ơi, các chị ơi, tội gì mà không mua vậy các chị. Nương Đức Nam 057, Nguyễn Thúy 057. Ôi, nó đẹp cực kỳ luôn á. 025 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em các chị ơi. 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị nha. Còn màu hồng dâu không Tú ơi? Dạ còn nha chị. Tuyệt mà, cái lô này thật sự là em bán cho các chị trăm cây hàng, nó nhanh gọn lẹ lắm luôn ấy. Mà các chị có phải công nhận là chị neo nhận được vải ngoài cũng rất là hết hồn luôn. Trời ơi, không bao giờ nghĩ mà mua vải mà gì mà giá còn 100.000 áo mà nó đẹp như vậy luôn á. Nguyệt Đỗ 025, Anh Thư 025 xếp. Cái màu này xinh quá trời quá đất luôn đấy các chị ơi. Xin lỗi các chị 205 nha các chị nha. Chị Nguyệt Đỗ với chị Anh Thư comment lại giúp em 205 nha chị. Hương Huynh 205, Duyên Duyên 205, Nguyễn Khanh 205, Anh Thư 205, Bùi Thị Mai 2 áo 205, Ngọc Thủy Tiên 205, Trần Thị Thiên Nga 205, Lê Nguyễn Thi 205, Cá Ba Đuôi 205, Lê Huệ 2 áo 205, Nguyệt Đỗ 205. Tội gì các chị không may các chị ơi. Ngọc Huyền 057. Những cái hàng này này các chị phải nói là em là một trong những đứa mà phải nói là rất là khó để có thể có sức nào mua về bán được hàng này như vậy cho các chị với giá này luôn ý. Tiffany Ngô 205, Dung Mai 205 xếp. Giá có 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 205 cho em các chị ơi. Tơ tằm phải nói là đẹp ngang ngửa với Thái Tuấn luôn á. 100.000 một áo, 200.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 205 cho em nhé. Mon Moon 205, Ngọc Nuôi 205, HTN Quyên 205 xếp. Đây Phạm Thị Ngoan 205. 137 cũng còn có bằng này thôi. 100.000 một áo các chị ơi, phi ship toàn quốc cho mình luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 137 cho em. Trần Lý 205 xếp. Kim Yến Lê Thị 205, Nguyễn Hữu 205. Này em còn buổi tối nữa là em hết cho các chị luôn lâu này luôn. Dây dây 137. Quá đẹp. Trần Thị Thiên Nga 2 áo 137, Tiffany Ngô 137, Quý Kim 137, Phượng 137 2 áo, Mon Moon 137, Nương Nguyên 137. 137 em hết nha các chị ơi. Quá đẹp. Lily 205. Quá đẹp luôn. 612. Các chị ơi, 612 chị nào lấy thì các chị chốt 612 cho em. Tơ tằm này á các chị mặc sẽ không khác gì tơ tằm Thái Tuấn một tẹo tèo teo nào luôn. Thanh Thủy 205. 100.000 một áo, 200.000 một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 612 cho em. Lô này đẹp quá. Phải nói là lô này rất là tâm đắc luôn đó mấy chị ơi. Mây nhỏ 612, cá ba đuôi 612.
Trần Thị Thiên Nga 2 áo 612, Khăn Đức 612. Mềm mại, co giãn, không cần phải lót phải gì hết các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 612 cho em nha các chị nha. Giá cho em 150.000. Nguyễn Thị Hoa 2 áo 612. Hãy nói câu này nữa. Nguyễn Thị Trung Châu 612. Đừng nói câu này nữa, làm tủ buồn chị ơi. Mỹ Tâm Trần 612, Tâm Dung 205. Đừng nói câu này nữa. Trời ơi các chị ơi, phụ nữ sinh ra để được đặc quyền làm đẹp tới cho em. Mà đã phải trang phục này là trang phục, em nói thật chứ, 1.000 người đàn ông của Việt Nam này thì 1.000 người đều thích vợ một mặc áo dài các chị ơi. Dương Nguyễn Thi 612, Nguyễn Hữu 612, Nguyễn An 612, còn Thảo năm. Hoàng 612, Vũ Hiền 612, An Thư Trần 612, Nga Đặng 3 áo 612. Đúng không các chị? 1 tỷ Việt Nam mình có bao nhiêu triệu dân các chị? Thì cho Nguyễn em Hồng hỏi nha các chị, về các chị họ thử ăn xé của các chị coi là tôi mặc áo dài ông thấy có được không? Trời ơi, quá trời. Đây kiếm một vàng mỡ gà cho em này các chị. Chỉ có đúng lô này có vàng mỡ gà thôi, chốt đơn 100.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ gà cho em nha. Và áo em mặc hết rồi chị Ngân Hồ ơi. Có vài quần màu vàng không Tú ơi? Dạ có chứ chị. Rồi, vài Thanh Dung fan 612 nữa em hết. Các chị ơi, đắn cho em là vàng mỡ gà nha. Vàng mỡ gà cho em, chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ gà cho em các chị ơi. Thanh Châu vàng mỡ gà. Quá đẹp luôn đấy các chị. Phải nói là rất là đẹp luôn đấy các chị ơi. Vàng mỡ gà cho em giá 150 chị. À xin lỗi 100 các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ gà cho em ha. Anh Thư Trần vàng mỡ gà, Đặng Nguyên vàng mỡ gà, Trần Thị Thiên Nga vàng mỡ gà. Hôm nay là màu rất là khó kiếm trong tất cả các cái dòng tơ tằm với các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỗi ngày cho em ha. Trắng tinh Tiffany Ngô vàng mỡ gà, Mỹ Linh Nguyên, Mỹ Linh Nguyên vàng mỡ gà, Thanh Đức vàng mỡ gà 2 áo, Kim Yến Lê Thi vàng mỡ gà, Phương Bích Vũ vàng mỡ gà, Phương Bích Vũ vàng mỡ gà xét, Lê Vi Ngô vàng mỡ gà, Cẩm Tú vàng mỡ gà. Chị ơi, trắng tinh em còn 3 áo này. Và cái trắng ở đằng sau em để á, nó gọi không gọi là trắng nha, mà nó gọi là vàng kem. Chứ nó không phải là trắng kem nha, mà là vàng kem. Còn đây là trắng tinh, em còn 3. Nào lấy chị các chị chốt trắng tinh cho em. 100.000 một áo các chị ơi. Các chị ơi, trắng tinh cho em còn 3. Hoa Yêu Đàn trắng tinh 2 áo, Minh Thương trắng tinh nữa em hết trắng tinh. Em còn mỗi màu mấy áo thôi. Bán cho các chị cho nó gọn luôn. Màu này ở ngoài đúng chuẩn là màu xanh ngọc luôn. Các chị ơi 100.000 một áo nha các chị nha. 100.000. 082 là màu xanh ngọc chuẩn luôn. Đẹp quá. Chưa? À, trời. Kim Yến Lê Thị 082, Thanh Đức 082. Giá còn 100.000 thì thật sự với các chị luôn là nó quá. Trần Thị quá Thiên Nga 082. Quá trời quá. Tiffany Ngô 082. Lê Duy Anh 082. Lê Huệ 426. Tiffany Ngô 426.
426. Nguyễn Thư vàng mỡ gà. Nan Anh 426. Thanh Vũ 512. Tiffany Go 512. Chị Viên Mai này lúc đầu á, mặc vô trời ơi kéo phải nói là kéo gần gần. Anh Thư Trần 505. Cá ba đuôi 505. Thản Trần 505 hai áo. Trời ơi cái màu này ai mà kịp mà vợt được em nó thì khỏi cần phải bàn nha các chị ơi. Khỏi cần phải bàn nhá. Lắm. Nguyễn Mỹ Nhung 426. Có 100.000 éo à các chị ơi. Có 100.000 éo à các chị. Hàng của em là hàng xuất khẩu đó mấy chế ơi. Đi nhau 129. Mai nhỏ 129. Mấy hàng này á, mà đưa vào công ty mà hàng có thương hiệu cái một mà nếu nó không nhân lên con số gấp 3 lần nữa thì thôi đó các chị. Để mình bán hai đĩa được quá. Chín Huế chị thương chưa? Kim Yến Lê Thị 227. Quá trời quá đất dễ thương luôn. Các chị ơi, có 100 ngàn một áo thôi nha các chị nha. Cá ba đuôi 227. Màu này các chị nói chị nhớ đăng cho họ cú pháp giúp em nha. Vàng kem. Vàng kem các chị ơi. Tha Vũ Kim 227. Vàng kem đẹp quá. Vàng cực kỳ. Cá ba đuôi 125. Phường 125. Nguyễn Thị Hoa 2 áo 125. Bình Trần 125. Vàng kem. Sara Kip vàng kem. Mây Nhỏ vàng kem. Ngọc Thủy Tiên vàng kem. Vàng kem cho em giá 100. Hoa Vũ Kim vàng kem. Vàng kem cho em giá 100. Lê Duy Anh vàng kem. Có màu vàng hoa cúc nè. Chuẩn bị cho mặt tết đẹp lắm này các chị. Cái này mà đồng phục mặt cũng đẹp cực kỳ luôn. 050 có 3 áo à. Vài túi mặc là tới tầm Thái Quấn chị ơi. 055 chứ. 055 100 nha. Tiếng kè cả thế giới rồi. Ly Thái 055. Anna Nhung 055. Thanh Mai Nguyễn 055. 902 là một tiếng càng. Hôm nay là màu đậu phộng. Thương quá trời. Lý Thanh Hiền 902. Mây Nhỏ 902. Tha Vũ Kim 902. Các chị ơi, giá có 100 ngàn một áo mà các chị. Còn thi ship cho mình nữa ở đâu mà đâu các chị ơi. Một cà rốt quá trời đẹp luôn. Cá ba đuôi 140. Bùi Ngọc Trúc 468. Tiffany Ngô 70. Bảy 20 giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 720 cho em các chị ơi. Anh Thư Trần 720. Cà rốt đẹp quá à. Cá ba đuôi 720. Áo dài Thanh Trúc 720.
Trần Thị Thiên Nga 2 áo 720, Hồng Thắm 720, Hoa Nguyễn 720, Lan Anh 720. Trăm ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 720 cho em nha. À thôi em lên màu màu vàng 2 phút này cho các chị đi. Quá trời đẹp luôn. 615, chị nào lấy thì các chị chốt 615 cho em. 615 cho em, giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 615 cho em các chị ơi. 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị nha. Co giãn không cần phải lót, cứ việc mua và nhận hàng thanh toán tiền tại nhà cho em rất tình yêu ơi. Tâm Dung 615. Kim Yến Lê Thị 615. Cá ba đuôi 2 áo 615. Lê Duy An 615. Nam Nguyên 615 3 áo. Trần Thị Thiên Nga 615. Võ Huyền 615. Tiffany Ngô 615. Giá cho em là 100.000 một áo. Chị nào lấy chị các chị chốt 615. Áo dài Thanh Trúc 615. Phương Dương 615, Thu Hàn 615. Cái mâm này là có. Rồi cho lên luôn. Không mua siêu đáy mâm nữa là không bán giá này nữa luôn. Mai Mai 615. Màu này các chị chốt cho em là một tí hoài cương nha. 110.000 một áo chất vải là siêu diamond các chị ơi. Các chị ơi, chất vải là siêu diamond nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tiếng ngoại hương cho em. 110.000 một áo free ship toàn quốc cho mình. Hàng này là hàng đợt đầu tiên. Nhà em các bạn kiểm kho nó nằm đúng ở dưới cuối cùng. Bây giờ bóc lên, cắt ra bán các chị chia lại hoàn toàn. Riêng phần phí ship bên em hỗ trợ hoàn toàn cho mình. Bao giá toàn thị trường cho các chị luôn. An Thư Trần 615. Trần Thị Thiên Nga thêm một áo 615. Các chị ơi, chốt đơn cho em là tím hoài hương 110.000 một áo chất vải là siêu diamond. Còn các chị gọi vài ngày vài gì thì tùy các chị. Nhà em gọi là như thế. Tuyết Vân 615. Kim Chi Lê tím hoài hương. Tiffany Ngô tím hoài hương. Này thì em nghĩ là hầu cá cảm khu nhi tím hoại hương hầu như là ai cũng thích rồi đấy, hầu như là đa số 80%, 90%. Không những may áo dài này, may bộ áo dài này để dành để mặc ghép với những cái áo lụa 4T này, nói chung là cái gì cũng được hết, đặc biệt luôn là muốn may áo đầm cũng được luôn. Trinh Trần tím hoại hương, Tâm Nguyễn tím hoại hương, Anale hai áo tím hoại hương, Lê Duy Anh tím hoại hương. Các chị ơi, 110.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Như xong gửi chị in 2 lần. Khúc Thanh Trà tím hoại hương. Giá cho em là 110.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tím hoại hương cho em. Mỹ Linh Nguyên tím hoại hương. Có màu nâu. Chị Yến Hà tím hoại hương. Màu nâu còn có 2 áo. Khanh Đức tím hoại hương ai ạ? Khanh Đức tím hoại hương 2 áo. Thu Hàn tím hoại hương. Thúy Lê tím hoại hương. Nâu. Chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em nha. Nguyễn Hồng tím hoại hương. Mai Thu 2 tím hoại hương. Hà Nguyễn Kim tím hoại hương. Hào Khổng tím hoại hương 2 áo.
Hải Vân tím hỏi hương hai áo. Vài áo muốn mặc bên em không chốt đơn nha các chị ơi. Các chị ơi nâu nha, chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em, giá cho em là 110.000 một áo các chị ơi, nâu đen luôn á, đẹp lắm. Trần Thị Thiên Nga tím hỏi hương. Nguyễn Luyến tím hỏi hương. Nam Nguyễn tím hỏi hương. Trần Lê tím hỏi hương. Sâm Nguyễn nâu. Minh Nguyễn tím hỏi hương. Thu Hằng nâu. Chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em. Dương Phan nâu. Nguyễn Hồng nâu. Chân Ga Hải Hòa tím hỏi hương. Trinh Chân nâu. Hiền Sa nâu. Niềm Nguyễn tím hỏi hương. Giá cho em là 110.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt nâu cho em. Nguyên Ngô nâu. Cá Cảnh Phương Nhi nâu. Màu này các chị cho em là màu xanh ngọc. Màu ngọc thạch các chị ơi, xin lỗi các chị, ngọc thạch cho em, chị nào lấy thì các chị chốt ngọc thạch cho em các chị ơi. Bi Nguyễn nâu. Nguyên Ngô nâu. Nguyễn Văn tím hỏi hương. Kim Chi Lê Ngọc Thạch hai áo. Oanh Nguyễn nâu. Nguyên Ngô nâu. Quá trời. Trần Lê Xanh Ngọc Thạch. Phải tú bạc hết rồi các chị. Và màu này các chị chốt cho em là màu. Nguyễn Luyến nâu ba áo. Màu này các chị cho em là màu tím cà nha các chị nha. Hoa Vũ Kim Xanh Ngọc Thạch. Hoa Vũ Kim tím cà. Nguyên Ngô hai tím cà. Trang Nguyễn tím cà. Phương Dung nâu. Quần áo mặc Yến Phạm tím cà. Vũ Nguyên nâu hai áo. Tiffany Ngô tím cà. Chi Trần tím cà. Nguyễn An tím cà hai áo. Lê Huệ tím cà. Minh Thương xanh ngọc thạch. Rồi mấy màu này là nè. Thì Án Hà thêm một tím hỏi hương. Lan Đỗ nâu hai áo. Các chị ơi 110.000 một áo. Tuyết Vân tím cà. Giá cho em là 110.000 một áo nha các chị ơi. Phi ship toàn quốc cho mình nha các chị nha. Bi Nguyễn tím cà 4 áo. Một trăm mười ngàn một áo các chị ơi, chắc phải là siêu diamond các chị. Một trăm mười ngàn một áo, màu đèo ngoài là màu xanh đen nha, không phải là màu đen đâu nha các chị. Tơ Lê 825.
Nguyễn Hồng 825, Thúy Hương Lê Ba áo 825, Trên Trần Hai áo 825, Tuyền Kem tím cả, Thành Hiếu 208, Sara Kiss 208, Nguyệt Đỗ 208, Dương Phan 28. Quá trời. Các chị ơi, 110. Cho Nguyễn 28 nha các chị nha. Thu Hằng 28. Phương Loan Đỗ 28. Trần Lê 883. Na Ti Dung 883. Nhà Nguyễn 883 hai áo. Nam Đỗ Nâu hai áo. Đâu còn có nẻo. Chị Nam Đỗ Nâu em còn cho chị có một áo thôi chị ơi. Tơ Lê tím cả 110 ngàn một áo các chị ơi, chứ phải là siêu diamond nha các chị nha. Pin ship toàn quốc cho mình đó các chị ơi. Quá trời quá đất đẹp rồi. Giá đẹp quá trời luôn đó. Cô cháu 33. Giá không có chỗ nào. Dung Đào 92. Chốt đơn hơn được nữa đâu các chị. Điều Nguyễn 710. Thuyền Phạt tím cả. Dung Đào 804 hai áo. Nguyệt Đỗ 804. Nguyễn Kim Liên 804. Nguyễn Thúy 804. Phải tú mặt hết rồi cái tình yêu ơi. Nguyễn 209 hai áo. Nguyễn Hồng Vân 545. Màu này đẹp lắm nha các chị, 1200. Màu này là màu vẹo lứt. Phương Hải 802. Thành Chí 200. Tiffany Ngô 200. Lê Nguyễn Thi 200. Trần Lê 200. Lê Nguyễn 200. Thanh Mai Nguyễn 652. 200 đẹp lắm á các chị. Trinh Trần 200. Lê Vi Ngô 200. Thu Hà 652. Hoàng Yến 200. Jenny Nguyễn 2 áo 200. Trần Thị Thiên Nga 200. Cúc Phạm 200. Yến Phạm 200. Như Nguyễn 2 áo 200. Minh Thương 200. Phương Loan Đỗ 200. Tuy Hồng Dương Thi 514.
Vân Hoa Nguyễn 2 áo 200, Minh Nguyên 200, Lan Nguyễn 200. Minh Nguyên 200. Trần Lê 649. Thúy Dương Phan 401. 401 có màu đỏ đô vừa đây nè. Vũ Nguyên 148. Anh Trang 514. Các chị ơi, 110 ngàn một áo chất phải siêu diamond nha. Tôi chiếc cần cắt cho mình các chị ơi. 112 bỏ đi. Chúng ta màu này đẹp quá. Siêu đẹp luôn. Xanh vỏ đậu. Vũ Mến 850. Diễm Hương 470. Dương Đào 470. Thu Hà Xanh vỏ đậu 2 áo. Lê Nguyên 078. Xăm vỏ đậu cho em giá 110 nghìn. Chất phải là siêu diamond nha. Trên Trần thay vỏ đậu 2 áo. Nguyên Ngô thay vỏ đậu 2 áo. Vũ Nguyên thay vỏ đậu 2 áo. Nếu này còn như thì em cho vô hàng lượng cà phê luôn nha. Nha. Cho thì nó tính cho phối tới lại tính tiền. Chị nào lấy thì các chị chốt thay vỏ đậu cho em các chị ơi. Thúy Hoàng 827. Ngọc Đỗ Bích thay vỏ đậu 3 áo. Lê Huyền xanh vỏ đậu. Quyên Ngô bỏ Hoa Huy xanh vỏ đậu. Uyển Dương xanh vỏ đậu. Lê Thị Nam xanh vỏ đậu. Tiffany Ngô xanh vỏ. Tiffany Ngô xanh vỏ đậu. Phương Loan Đỗ xanh vỏ đậu. Lan Nguyễn xanh vỏ đậu. Liên Kim 200. Thúy Phạm xanh vỏ đậu 2 áo. Nhà Mai Thanh Hương xanh vỏ đậu. Màu đằng sau của em á, nó gọi là màu xanh mực với các chị. Nó giống cái màu em đang mặc trên người. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh mực cho em. Dương Vũ xanh vỏ đậu. Thường Phạm xanh vỏ đậu 3 áo. Ngọc Đỗ Bích thêm một xanh vỏ đậu. Các chị ơi, xanh mực không phải là tím mực nha. Xanh mực, trắng em hết rồi chị. Trắng em có về sapphire cho các chị nhiều mẫu đẹp lắm. Trắng em có sapphire cho các chị cả 15 cây tha hồ mà mua các chị ơi. Mực và tím cà nha, cà đậm với các chị. Cà Ngọc Đô Bích xanh mực 2 áo. Nguyễn Hàn xanh mực. Nguyễn Phúc xanh mực. Nguyễn Vân xanh vỏ đậu.
Uyển Dương size mực, Đặng Vân size mực, Nguyệt Đỗ size mực, Diễm Loan 2 size mực. Nguyễn Hồng tím cà, Ngọc Đỗ Bích Ba tím cà, Diễm Miên size mực. Phương Anh size mực. Thanh Đức xanh mực. Kè còn 5 mực còn. Cái pha lê giống như quay chị mặt còn đấy. Cái pha lê giống như quay chị mặt còn đấy. Cái pha lê giống như quay chị mặt còn đấy. Cái mực nữa. Cái lá xanh mực. Pha lê tối qua em mặc màu này các chị ơi. Hồng Phúc lê tím cà, Kiều Bích tím cà. Kè còn 3. Nguyễn Phúc xanh mực 2 áo. Vũ Nguyên xanh mực 2 áo. Các chị ơi, 180 ngàn một áo nha các chị nha. 748 sơ tầm pha lê 747. Các chị ơi, 747 thì nào lấy chị, các chị chốt 747 cho em. Chất vải là lục sơ tầm pha lê giống áo tối hôm qua em mặc đấy các chị. Em còn cho các chị 2, 4, 6, 8, 10, 17 áo hết. Ngọc Đỗ Bích thêm một tím cà. Mây nhỏ 747. Chị nào chưa mua thì nhớ mua nha các chị. Ở ngoài rất là đẹp. Đẹp, xanh, xinh, mịn. Không chút đơn thì thôi. 180 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 747 cho em nha các chị nha. Hồng Vân tím cà. Bảy bốn bảy cho em, giá 180. Chị nào lấy thì các chị chốt 747 cho em các chị ơi. 180 ngàn một áo, 280 ngàn một bộ. Tiêu ship toàn quốc cho mình nha các chị nhé. Qua trời qua đất là nó xinh, gọi là 2747 hoa như mộng luôn đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 747 cho em ha. Chị em còn một thôi các chị. Rồi, cái gì đó? Cô tên 747 thường phàm tím cà. Tầm sọc giá cho em 80 ngàn một áo các chị ơi. Tầm sọc cho em, giá cho em 80 ngàn một áo các chị ơi. 866, chị nào lấy thì các chị chốt 866 cho em. Trên Nguyên 747, Phạm Hồng Thúy 747. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 866 cho em các chị ơi. Giá cho em này các chị chỉ có 80 ngàn một áo thôi. Hương Huyên 866, Tô Lê 866. Thường quá trời luôn đấy các chị. Vải áo mẫu mặc bên em hết, không chốt đơn vải áo mẫu mặc nha các chị ơi. Phạm Hồng Thúy 866, Giá Thủy 866. Còn 6. Diệu Trâm Tống 866. Cô rất cần một áo đỏ đô để mặc với quần đồng. Duyên Đạn 866. Còn 4. Này là bấm bụng lắm đó nha. Cái bàn nó chưa. Hồng Phúc Lê 747 2 áo. Đây. Mặc cái này mà không đẹp đúng không lấy tiền luôn. 180 ngàn một áo các chị ơi.
Nguyễn Dương 866. Tôi nói với 866 luôn. Mẫu mới nhất luôn nha chị. Không ai nữa. Trời ơi, nó kêu Hoài Nguyễn 866 hai áo. 770 giá 180 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 770 cho em nha các chị nha. Cái này tí nữa chắc ra nắng quay có thể. Chị cứ đang ở dưới xong. Xong thì nắng. 770 cho em các chị nào lấy thì các chị chốt 770 cho em nha các chị nha, giá cho em 180.000 một áo các chị ơi. Cái này mà gọi là không đẹp, đúng gọi là không lấy tiền luôn á. Quá trời. Võ Huyền 770. Bảy bảy mươi cho em, giá 180 chị nào lấy thì các chị. Úc Phạm 770 các chị ơi. 180.000 một toàn tơ vàng mới không đẹp lắm. Cái màu này ở ngoài nó đậm hơn những cái lô hàng đợt trước rất là nhiều luôn đấy, đậm hơn nhiều lắm luôn á. Nền của nó màu đen, hoa của nó màu đô mà đô đậm luôn á. Còn mấy đợt trước thì cái đợt cái hoa cái nền của nó lại màu hơi đô đô, xong nó hoa lên thì nó chưa nổi lắm. Cái này thật sự là nổi cực kỳ và đẹp luôn, rất là đẹp. Giá cho em 180.000. Cái này mà cũng không mua là đúng gọi là không mua là không phải mua vải của nhà Cẩm Tú. Trời ơi, nhìn thấy cái vàng này chẳng lẽ em muốn rưng hết về tặng mọi người hết luôn là trời. Nè các chị ơi, đủ mà nó đẹp thần sầu cuộc đời luôn ấy. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi. Phong Hồ 770. Cú Nguyên 770. 770 là đỏ đô chứ không phải tím cà nha chị. Tím cà là mã 747. Tím cà nào là mã 747? Chị còn cái màu pha tím này. Chưa chắc là có khi đang hỏi tím cà sư đem mân với bà chế. Bà ơi, chị không nghe là mã 770 là tím cà. Nó còn lâu lắm luôn. 010 cho em giá 100.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị số 010 cho em. Trời đất ơi, tay chân hôm nay nó sức kẹo hết rồi. Giá cho em là 100 nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 010 cho em các chị ơi. Dương Phúc Diễm 770. Giá là 100 một áo, 200 một bộ các chị ơi. Vài này các chị về các chị may đầm này, may đầu bộ này, may cái gì cũng được hết các chị ơi. Nga Maria 770. Ngọc Ẩn 770. Hoa Ruby 770. Thu Nguyễn 010. 010 là giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 010 cho em. Các chị ơi, 010 cho em giá 100 nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 010 cho em. Nê Điệp 770. Trong ra lấy cho chị cái tóc móng tay cái chồng. Alo. Cho cái mẹ. Thank you.
Ừ. Trời ơi, chẳng lẽ không mang thiết kế hả mấy đứa? Trời ơi, thiết kế về quá trời quá đất đẹp luôn. Tối nay mặc cái áo kia không biết có bão đơn không ta. Các chị ơi, tơ tằm nha các chị nha. Tơ tằm thiết kế giá 150 ngàn một áo nha các chị nhé. Giá có 150 một áo, về may áo dài đẹp như vậy mà không may hả các chị? Không may thật á. Còn đen 4D không Tú ơi? Còn chị Anh Trần ấy. 150 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 768 cho em nha các chị nha. Hoa văn màu sắc phải nói là đẹp lung linh luôn ý. Giá cho em 150 ngàn một áo, 250 ngàn một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 768 cho em các chị ơi. Nè, trên cái nền bề mặt vải của nó là lụa tơ tằm này. Thiết kế hoa văn lên cho các chế nhà mình này. Ôi ơi, sao vậy? Quá trời quá đất đẹp như vậy luôn. Gà đen 768. Quá trời quá đất đẹp luôn đó các chị. 768 là chất vải lụa tơ tằm các chị ơi, chị nào lấy chị các chị chốt 768 cho em nha các chị nha. Dạ ok chị Oanh Trần. 768 cho em giá 150, chị nào lấy chị Mai Thu 768 cho em. Vải áo mẫu mặc em không có chốt đơn vải áo mẫu mặc nha các chị ơi. Mấy cái mẫu này này đẹp hết sảy con bà bảy luôn á. 150 ngàn một áo các chị ơi, 250 ngàn một bộ nha các chị nha. Một 50 một áo, 250 một bộ nha các chị nha. Anh Phạm 176 để đi thôi. Mai Thu 176. Cái mà nói đẹp kinh khủng. Đá Thủy 176. Cái là mẫu đẹp. Tính ra nếu mà các chị mua giá 150 này mà các chị được chi phí thì các chị mua giá rất là hờ luôn. Siêu hờ. Đây, Vân Pháp của nhà em. Phương Đỗ 176. Mai Thu 115. Giá rất là đẹp luôn. Phùng Hồ 093. Mai Thu 093. Là giống áo của em. Quanh phải 455. Như gặp 455. Học Minh 37. Phan Út 115. Mai Thu 533.
Phụng Hồ 533. Giá 150.000 một áo các chị. Tha Hồ 862. Hà Nguyễn 414. Giá 150.000 một áo các chị ơi. Oanh Điểu 058. Quyên Nguyễn 822. Oanh Phạm 032. Mẫu này mà bị bàn thì bị bỏ lại thôi, rất là buồn. Thanh Nga Bùi 60. 6 Lê Lê 410. Oanh Phạm 221. Phùng Hồ 221. Phương Thu 030. Oanh Phạm 030. Lại Phạm Thi 196. Tối em xin phép với các chị lấy mặc áo này nha. Tối em xin phép với các chị lấy mặc áo này nha. Đây em đang bán cho các chị. Được trước còn mười mấy thôi, em đi đâu rồi? Mẫu khác một chút. Cái lô cũng vừa bán luôn á. Giờ cái này lên trên kia đi, tập trung coi để thấy cái này là kia kìa. Đợt trước mà để ở phía trong kia kìa, nhớ chưa? Các chị ơi, 150.000 một áo nha các chị nha. Toàn là tơ tằm không à các chị. Tơ tằm thiết kế thì em, các chị cứ mua các chị mặc thử một lần đi. Các chị không bao giờ phải hối hận. Tiên Thúy Trần 774. Quá trời nó đẹp. Này mà mặc cái quần trắng là đúng gọi là hết cái bài luôn. Hết cái nước chấm luôn. Nếu Xuân Ngọc 145. Hoàng Nguyễn Mai Vi 774. Phùng Hồ 458. Mai Thu 458. Trần Lan ơi, Anh 458. Đây là lụa Vân Phát của người em đó. Em tin các chị hết. Xe kệ đồng giá 150.000 một áo hết các chị ơi. Cái mẫu này mà mặc cái quần màu vàng đồng hơi bị sang luôn. Mẫu áo giống của em nè. Đối thẳng nè. Đấy, các chị thấy không? Họ lên thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà may lên thì nó phải
150.000 một áo các chị ơi. Đó, cuốn lên này. 150.000 một áo nha. Tina Mỹ Tiên 461. Trần Hân 450. Oanh Phạm 450. Khanh Đức 450. Tấu lên lên 677. Có gì đó. Hay là nằm ở phía trong đây. Phương Thu 677. Lữ Xuân Ngọc 677. Mai Trần 677. Thanh Nguyên 677. Sáu Trương 677. Yến Nguyễn 677. Phùng Hồ 677. Thúy Anh Nguyên 677. Nguyễn Linh 677. Hoa Hà 677. Mai Nguyễn Thi Mai 677. Nguyễn Nguyên 677. Nguyễn dạ Nguyễn 677. Mai Thu có sáng tạo. Mai Đi. Em có đầy. Mai Đi Phạm 677. Cô Tuyên 677. Quyền Xuân 677. Sáu Lê Lê thêm một áo 677. Này Phạm Thị 677. Mai Nguyễn Thi Mai 677. Tuyền Ngô 677. Bích Tuyết Nguyễn 677. Cái mẫu đợt trước chị mặc 677. Nguyễn Phương 677. Thảo Trần 677. Trần Hân 677. Thư nó đâu? Để ở đâu rồi? Võ Huyền 677. Bán sơ sơ Quang Kiều 677. Nhưng mà màu này màu khác cho các chị. 837 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 837 cho em. Giá 100. Nguyễn Liễu 677. Các chị ơi. Các chị nhận vải này ở ngoài rồi mà. Trần Tối 677. Đẹp lắm luôn á. 837 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 837 cho em nha. Giá cho em là 150 một áo, 250 một bộ các chị ơi. Này mà nói mấy bạn nhà em phố thêm cho các chị cái quần màu cam của Sapphire nữa là hết cái nước chấm luôn. 150 một áo, 250 một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 837 cho em nha. Còn không ạ? Còn hàng này hả? Quá trời quá đất đẹp luôn. Màu vàng sự sống 677. 837 là giá 150 các chị ơi. Bích Thủy 837, Nguyệt Đỗ 837, Thanh Đức 837, Trinh Trần 837, Oanh Phạm 2 áo 837. Trinh Nguyên 837, Lê Nguyên 837, Nữ Xuân Ngọc 837, Oanh Diệu 837, Lá Thủy 837, Uyển Dương 837, Thu Hoàng 837, Thủy Nhiên 837, Đỗ Phương 837, Dương Kim Nguyên 677. 837 em hết nha các chị ơi. Gọi là hết nước chấm rồi, các chị thích thổ cẩm đúng không? Mặc với quần màu xám cho em, mặc với quần màu trắng cho em. Không đẹp đúng không lấy tiền luôn nha. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Này các chị nhìn thấy thổ cẩm đẹp dữ thần chưa? Dày đã đẹp dữ chưa? Ba con số 2 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 2 cho em nha các chị nha. Cái này mà mặc cái quần màu trắng đẹp lắm luôn á. Quần trắng quần đen các chị ơi. Hai 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 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 222 cho em các chị ơi. Nguyệt Đỗ 3 số 2. Quá trời quá đất luôn á. Khanh Đức 3 số 2. Võ Thị Hồng Điệp 3 số 2. Oanh Phạm 3 số 2. Thủy Nhiên 3 số 2. Phùng Hạp, Phùng Hồ 3 số 2. Một áo, 250 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 222 cho em các chị ơi.
trời luôn. 222, chị nào lấy thì các chị chốt 222 cho em các chị ơi. 150.000 một áo nha, 250 một bộ nha các chị nha. Nguyễn Liễu 3 số 2. Cái này nè. Các chị mặc với quần màu đỏ đô đậm của lụa sapphire nha em, coi có sang không? 732. Giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 732 cho em. Còn có 3 áo à nè. Wow. Hứa Nhiên 732 2 áo. Phùng Hồ 732 nữa em hết. 150 một áo các chị ơi, 250 một bộ. 150 một áo, 250 một bộ. 154 màu đỏ đô. Hàng này làm đỏ đô lên là các chị mặc ở ngoài nó ấm thật, từ nhung nhung lắm. Phạm Vân 2 áo 154. Mai Thu 154. Ở trong nó có cái mẫu hay những màu tím mới đưa lên cho chị luôn. Ở phía tụi em vừa treo ở trong cái kiểu thấy có mẫu hai đều á, 432 ướm cho các chị xem. Ở ngoài của nó là màu xanh cổ vịt nha các chị. Đó đẹp. Khanh Đức 432. Hổ cho em. Bình Nguyên Long 432. 680. Em mê mặc bài này lắm luôn. Đấy, cái chị thấy dơ lên là nó lấp lánh lấp lánh. Có thì Hồng Điệp 432 y chang như tơ tằm mà ở ngoài các chị mặc nó sẽ ấm sần sùi hai lớp. 680 giá 150 các chị ơi. Màu này ở ngoài của nó là màu tím nha chị. Đúng chuẩn Huế luôn á, tím Huế chuẩn luôn á. Màu này luôn nha các chị. Quần màu này em có luôn. 150 một áo, 250 một bộ các chị ơi. Dung Phan 680. Đẹp. Phạm Vân
645. Phùng Hồ 645. Di Văn Nguyễn 645. Chi Nguyên 645. Tố Phương 645. Phương Anh 645. Nữ Xuân Ngọc 645. Nguyễn Liễu 645. Điệp Lý 645. Quá đẹp. Võ Huyền 645. Để dành lúc nào các chị đông đông một tí là thôi, cưỡng không lại được thì chốt đơn luôn. 150.000 một áo, 250.000 một bộ thì nói thì các chị chốt 217 cho em, cố thêm cho em quần chính Huế nữa chứ ơi. Em hết rồi nha các chị ơi. Hỗ trợ em thêm Uyển Dung 217 ơi. Đúng chuẩn tính Huế cho em nha. Khi nào lấy thì các chị chốt 217 cho em, 150.000 một áo, 250.000. Em khoái cái tơ tằm này lắm. Mặt nó rất là đứng form vô cùng luôn á. Hải Nguyễn Thi 217. Bê Nguyễn Long 217. Không. Phạm Vân 217. Phương Ngô 217. Bích Nguyễn 2 áo 217. Tiffany Ngô 217. Oanh Phạm 217. Phùng Hồ 217. Anh Đoàn 217. Còn 3. Dễ 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 217 cho em. Và em có mẫu màu xanh, xanh này. Mỹ Dung Nguyên 217. An Đoàn 217 xếp 170. Không bao giờ tư vấn cho các chị hoa ở dưới chân, nhưng mà cái này các chị thích may hoa ở dưới chân cũng đẹp, và đặc biệt các chị may hoa trên ngực chia ra người làm đôi cho em. 170 giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 170 cho em các chị ơi. Nguyễn Liễu 217. Giá cho em 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 170 cho em. Đây. Quá trời duyên luôn. Tiffany Ngô 170. Phùng Hồ 170. Oanh Trần 170. Chi Nguyên 170. Chị Vân đã quay trở lại với lợi hại hơn xưa. An Đoàn 170 xếp. Đã Thủy 170 xếp. Hoa Hậu 170. Phương Đỗ 170. Hồng Nguyễn 170. Áo dài Linh Thi 170. Còn 5. Hoàng Vân 170. Còn 4. 150 một áo, 250 một bộ các chị ơi. Chị Nguyễn Liễu 170. 170 cho em. Này. Tụi nó phối cho các chị quần màu xám. Quay phạm 170. Nếu để em phối cho các chị thì em sẽ phối cho các chị quần màu đỏ đô. Trời ơi.
ở dưới là ôm bơ, ở trên là một cái hoa văn làm điểm nhấn ngay trên ngực. Ôi ôi, mặc nhìn xa xa thấp khoáng hơi bị dễ thương luôn. 186 giá 150. Ấy sao 170? Chị chốt 186 cho em. Mẫu này các chị nhớ cho Mai em. Mai Trà 170. 186 quận cộng quần đỏ đô cho em các chị. 186 cộng quần đỏ đô cho em mà. Nếu không đẹp khỏi cần nói tú lợi cho các chị nhà mình luôn. Hà Trà 186. Thật sự là nhiều quá em không mặc hết rồi chứ. Thế mấy mẫu này mẫu nào em mặc lên cũng được hết. Em cũng thấy nó đẹp đấy. 186 là giá 150, 250 nha các chị nha. Mai Trà 186, Phùng Hồ 186, An Đoàn 186 xếp, Hoa Hoàng 186. Nhớ lấy quần đỏ đô cho mấy chị. Đẹp, em nói mặc thêm quần đỏ đô đi chị, đó là điểm nhấn rất là đẹp luôn. Tuyết Nhung 186, Hồng Hàng Trần 186, Mai Thu 186, Nguyễn Phượng 186. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 186 cho em nha các chị nhé. Ôm bơ ở dưới này, màu đỏ đô này các chị. Hoa nó nằm, các chị căng nó hoa trên ngực nó làm điểm nhấn. Các chị mặc thêm quần đỏ đô vào được, xuất sắc, con năm. Một mẫu xanh cổ vịt này nữa. Hoa này là đúng chuẩn hoa eo làm điểm nhấn luôn. Ai chưa? Trinh Trần 186, Huy Võ 186, 473. Tơ tầm thái toán chị ơi, hết rồi chị. 473 giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 473 cho em. Trinh Nguyên 473. Nào lấy thì các chị chốt 4,3 cho em. Dạ, cái này chị nó phối như thế này chị nó rất nhiều lần rồi, cái chị phối này rồi. Tại sao nhà có quần mà xong của vì không phối toàn cứ thích phối thật là ok rồi. Dạ. Nguyên liệu 4,3 set. Có đủ làm cho các chị mình đảo đơn không? Chốt đơn ba con số 6. Oanh Phạm 3 số 6. Thanh Đức 3 số 6. Ba số 6 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 6 cho em. Hoa Huyên 3 số 6. Nguyễn Liễu 3 số 6. Bích Tuyết Nguyễn 3 số 6. Võ Thị Giang 3 số 6, Hân Nguyễn 3 số 6, Trúc Trinh 3 số 6, Hoàng Vân 3 số 6, Liễu Bùi 3 số 6. Xong kìa. Phải không? Hân Đức 3 số 6, áo dài Linh Thi 3 số 6.
ba số 6. Còn một. Phương Thu ba số 6. Các chị đang rất lập thể, đưa lập thể ra đây. Tiếp luôn. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Hàng này chị làm lập thể là đẹp nhất, thì các chị biết sao không? Mùa tối ấy, các chị mặc lập thể là đẹp lắm. 085 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 085 cho em luôn các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Nè. 085. Trời ơi. Chương trình 085, Duy Vân Nguyễn 085, Oanh Phạm 085, Ngân Nguyễn 085, Thanh Đức hai áo 085. Tô Vi Dinh hai áo 085. An Đoàn 085 set. Phương Dương 085, Hoàng Văn 085, Lá Thủy 085. Tiên Hoàng 085, Oanh Phạm thêm một áo 085, Quyền Đỗ 085, Mai Nguyên 085 nữa em hết. Cái này phối cái quần này đẹp quá trời luôn. Các chị ơi, 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. 085 em hết rồi chị ơi, xuất sắc luôn đi. Phải nói là xuất sắc luôn đi. Ở phía trong kia chị còn thấy còn mấy cái lập thể đầm đầm thì không kìa. Cái đen, nhìn chị đen đó. Dưới nữa. Ừ, với cái lập thể xanh sát bên nữa. Quá trời luôn, phía dưới nó kìa. Cái xe một gì phía dưới nó kìa nhỏ. Dưới nữa, nữa. Đó. Quá trời hàng luôn nhà. 411 giá 150 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 411 cho em nha. Mẫu này nha, các chị mặc quần đỏ đô này, các chị mặc quần xanh lý này, các chị mặc quần xanh cổ vịt này, các chị mặc quần hồng dâu này, các chị mặc quần trắng này, quần đen này, quần gì mặc cũng được. 411 này. Sáu chương 411. Trúc Trinh 411. Hà Vân 411. Mai Nguyên 411, Yến Nguyễn 411. 150 một áo, 250 một bộ các chị ơi. Nguyệt Đỗ 411. Lê Yến 2 áo 411. 2 áo giá có 300 ngàn, xin ship thành phố cho mình luôn, về mặt cái chị mặc. Nguyễn Phương Nam 411. 411 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 411 cho em. Giá cho em 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Còn được 6 áo. Còn 5. 411 em không còn đủ 6 áo chị ạ. Loan Thanh 411, Khanh Đức 411. Yến Phạm Thi 411. Còn 2. Rồi, xong luôn. Tới luôn bác tài ơi. Chốt đơn. Mê Nguyễn 411, Quý Xỉu 411. Tới luôn bác tài ơi. Chốt đơn. 445 cho em, giá 150.000 một tháng. Chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em các chị ơi. Nó màu tối thật vàng thì em khoái màu tối lắm đó các chị. Hoa Hướng Dương 445, Liễu Bùi 445, Jenny Nguyễn 445, Thủy Nguyễn 445, Tiết Thu 445, Thủy Nguyễn 445, Mỹ Dung Nguyên 445, Hoa Huynh 445, Loan Thanh 445, An Đoàn 445,
Oanh Phạm 445, Áo Dài Liên Thi 445, Phùng Hồ 445, Nguyễn Liễu 445. 445 em hết nha các chị ơi. 250.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Đây này, mẫu này mới làm các chị nhà mình sao xuyến. Quá trời quá đất sao xuyến luôn các chị mình ơi. Giá 150.000 một áo, 250.000 một bộ, 043 thì nào lấy thì các chị chốt 043 cho em. Có cái đơn áo phòng nữa không mấy đứa ơi. Bây giờ phải một ngày 2-3 cái bán mỗi tháng 200 áo rồi nhỉ? Không, phải bán bất cứ một mẫu nào nữa hết. không phải đừng ngứa nhiều luôn, chốt đơn luôn các chị ơi. 043 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em nha các chị nha. Giá cho em 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Cái này là chị nào mà có được cái bờ vai mà gọi là trắng chéo thì các chị mặc cổ tiền cho em thì đúng là hết nước chấm. Nga Lê 043, Lan Thang 043, Gia Quyền Vũ 043, gọi là hết nước chấm luôn đó. Phương Dương 043, Tuyết Thu 043, Hoàng Vân 043. Còn 3 gọi là chẳng chịu hết chút chấm luôn á. Màu này ở ngoài của nó là màu canva, canva với các chị sang lắm, cực kỳ sang luôn. Phùng Hồ 043. Còn 2 Còn 2 chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em. Đây, mẫu áo tủ mặt con bằng này hả? An Đạt 043, Út Châu 043 nữa em hết. Rồi đúng chuẩn bài luôn các chị ơi. Kéo là bên con kéo rồi. Trong bật đúng không? Đúng hay mặc tiếp nha. Tám sáu người. Nhưng mà phải công nhận là sao em hướng hoài nó không ra được cái kiểu chị em chị may các chị ơi. 860 cho em, chị nào lấy thì cái chị chốt 860 cho em, biết có may kiểu gì mấy bướm từ nãy giờ nó không ra được luôn á. Không thể hiểu được luôn đấy các chị. Thật cá là được thương trả. Cá là một bán sau ra thì người đi trả. 860 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 860 cho em nha. Giá 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Oanh Phạm 860, Lá Thủy 860, Tuyết Thu 860. 860 cho em, giá 150 các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ thì nào lấy. Khanh Đức 2 áo 860. Vẫn chưa có ai vượt, vẫn chưa có cái mẫu nào mà vượt qua được 2008. Điện thoại em từng lấy được bạn đâu đưa con cho này, ba cái ba màu nha, một cái màu vàng, một cái màu đỏ đô với lại một cái màu cam. Rồi chốt đơn tiếp tục. Chốt đơn tiếp tục rồi, hứa là cứ làm hết lô này cho nhà này. Ba trời đẹp luôn. Các chị ơi, 160 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 160 cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Mấy cái tông này các chị không có cần phải sử dụng quần gì hết á. Chỉ cần một cái quần đen thôi là các chị mặc được tất cả các áo. Còn nếu các chị có quá nhiều màu quần rồi thì không cần phải may quần nha các chị ơi. Rất là đẹp. Oanh Phạm 160, Khang Đức 160, Chốt Chim 160. Dạ ok chị Trần Loan. Mấy cái mẫu này rất là sang luôn các chị. 160 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 160 cho em. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Chốt Chim 160, Út Châu 160. Chốt Chim lại có rồi.
Nga Lê 160. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là một tím. Tím cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt tím cho em nha. Hướng Dương tím 2 áo, Hùng Hồ tím, Triều Hà tím, Tường Vi Dinh tím 2 áo. Hồ Kim Yến tím xét. Đơn cho em là xăm cổ bị. Các chị ơi, xăm cổ bị giá 150. Xăm cổ bị giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt xăm cổ bị. Hùng Hồ Sang cổ Việt. Lấy thì các chị chốt xong cổ Việt cho em các chị. Các chị đừng có may Khan Đức Sang cổ Việt. Mặc cái may to rất là to. Nguyễn Hoa Sang cổ Việt. Giá cho em 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xong cổ Việt cho em các chị ơi. Còn alo alo, hello, hello. Hết giờ. Alo alo. Hết giờ. Mai Trà Sang cổ Việt. Ê, tốt. Xin cho hỏi là cái lô này ai phối ạ? Cháu thì phối hả? Đến sơ sơ từ đến giờ mẫu đẻ nó cũng quần trắng. Cái đẻ nó cũng quần trắng. Vậy thì làm sao đó lấy vợ được? Không phát gì lấy vợ được hết. Chốt đơn xăng đen hết. Rồi. Mày tới với chị luôn à? Tới với chị luôn à? Xăng đen cho em. Để nó chốt thêm cái nữa. Trời ơi, chị nhỏ mà em may này 10 cái đâu à. Nếu lấy gì đâu. May 1 năm mới bằng tiền mua 1 cái túi. Các chị ơi, xăm đen cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xăm đen cho em nha. Cái này nó lên kia. Cái mẫu này. Đếm đi. Bông hồng gai xanh cổ Việt. Vivi xanh đen, Trang Trần Thị xanh đen, Trinh Nguyễn xanh đen, Tiffany Ngô xanh đen. Bộ tụi bè này nghĩ sao là chị, cháu thì là chị không ăn không thử hả? Chưa đâu. Hồng Hồ xanh đen. Út Châu xanh đen. Tuyết Nguyên xanh đen. Phạm Thị Ngọc Bích xanh đen. Phương Lan Trần xanh đen. Tuyết Thu xanh đen. Được chưa? Hai mẹ. Nguyễn Thị Phượng xanh đen, còn Nguyễn Hồng xanh đen, còn ba Ly Trần Lý xanh đen, còn hai. Ồ rồi sao cái này đồng chứ có bán không? Ngô Thảo xanh đen, Hồng Thanh Nguyên xanh đen. Em thật sự các chị chứ từ nãy đến giờ
thật sự em nhìn cái lô này bản thân em còn hoa mắt nữa, nó chỉ là bản thân này nó nhìn một hồi tôi lé hết cả mắt luôn, nó gần như nhau á, trời nhìn một hồi chứ không biết là mẫu nào với mẫu nào luôn. Đâu mẫu này, mẫu mấy mẫu này mà mấy thắng nhà mình mà cỡ bỏ bịch xong bỏ ra ngó thế nhà mình. Một trăm năm mươi ngàn một áo các chị ơi, 250.000 một bộ nha các chị nha. 453 giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 453 cho em nha các chị. À xin lỗi, 153 chứ không phải là 453. 153. Đồ Hạ Vũ quá đẹp lắm. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ, thì nào lấy thì các chị chốt 153 cho em ha. Oanh Phạm 153. Không lấy nữa em nghỉ nha các chị. Mưa đâu chị Hồng Thám, là gì có mưa. Do cái máy lạnh đấy chị, cái máy lạnh công nghiệp đấy, chị nhìn thấy cái máy lạnh công nghiệp chưa, nó kêu to lắm chị ơi. Máy lạnh công nghiệp ấy, với lại cái micro này em để ngay chỗ cái máy lạnh này chị. Áo dài Linh Hy 153, cái micro này á nó bắt nhạy ghê lắm chị, cho nên là các chị nhìn tưởng là mưa chứ nó không có mưa. Nghỉ nha các chị ơi, hẹn gặp lại các chị livestream tối nay nha. Mai Linh Lê 153.